Xin cha ngài ban phước thiện cho con được vui xuân hoài, xin cho được may mắn lượn các tiếng ca mừng xuân. Kỳ một năm trời đi thật rất nhanh, giờ mùa xuân tươi vui đã đến rồi, mọi buồn đau xin trôi theo tháng năm, cầu mưa phước trong tôi. Kìa đàn chim đưa bay trên khóm hoa, báo tin vui xuân đến bên hiên nhà. Cầu đường bay đi ca vang khắp nơi, hát câu ca vui chúc xuân về. Mọi người vui xuân trong cầu chúc nhau cầu thuận hòa an vui, và được thêm ơn trong khi tuổi cao, Chúa ban cho trọn đời vui tươi. Xin cha ngài ban phước thiện cho con được vui xuân hoài, xin cho được may mắn luôn các tiếng ca mừng xuân. Kỳ một năm trời đi thật rất nhanh, giờ mùa xuân tươi vui đã đến rồi, mà buồn đau xin cho theo tháng năm, cầu nguồn phước trong tôi, cầu nguồn phước trong cô. Amen. Cảm ơn Chúa. Cánh đào mong manh đưa theo khói mây, cánh sơn vui từ lướt bên hiên, tràn ngập vui từ trên muôn cánh hoa, gió heo mây được rước vô nhà. Mọi sự giờ này tay Thiên Chúa thôi, Chúa ban cho người mùa xuân tươi, ngài làm nên hoa xuân thơm ngát hương, Chúa ban cho trời đẹp muôn phương. Xin cha ngài ban phước thiện cho con được vui xuân hoài, xin cho được may mắn luôn các tiếng ca mừng xuân. Thì một năm trời đi thật rất nhanh, giờ mùa xuân tươi vui đã đến rồi, mọi buồn đau xin trôi theo tháng năm, cầu nguồn phước trong tôi, mọi buồn đau xin trôi theo tháng năm, cầu nguồn phước trong tôi. Vâng, hôm nay là ngày cuối năm 2022 và vọng canh của chúng ta bước vào sự cầu thay, sự cầu nguyện như mọi khi. Và chúng ta cầu nguyện trong ngày hôm nay là một ngày đặc biệt, là ngày cuối năm. Chúng ta chỉ còn có độ mười mấy tiếng nữa thôi. Mười mấy tiếng nữa là chúng ta hết ngày 31 tháng 12 của năm 2022. Cho nên chúng ta sẽ rất là lưu luyến với năm cũ, chia tay năm cũ và chúng ta bước sang năm mới. Và tôi vẫn còn giữ những cái lời làm chứng vào ngày 1 tây tháng 1 năm 2022. Có nghĩa là đúng một năm trước, trong một buổi sáng cầu nguyện, chúng ta có thổ lộ những lời làm chứng, có ghi xuống. Theo lời giáo sư của giáo sư Ánh Tuyết, cô cũng nói rằng nếu được ghi xuống để dành, để đọc trong ngày cuối năm. Thì hôm nay nếu mà lục lại được, tìm lại được thì chúng ta sẽ cùng với nhau ôn lại, đọc lại những gì mà chúng ta nói hôm đầu năm. Và chúng ta xem coi những gì chúng ta ước ao đó, Chúa đã làm đến đâu rồi. Chỉ nhắc lại cho chúng ta nhớ những gì chúng ta nói trong đầu năm. Mà hình như cái clip đó nó cũng còn nữa. Như cái clip mà chúng ta cầu nguyện đầu năm á. Bà nội hay Lưu Gia có nhớ không? Thím Nghĩa có nhớ không? Mai Trinh có nhớ không? Anh Sơn có nhớ không? Hôm đầu năm chúng ta cầu nguyện đó. Đó, còn cái đó hết. Còn đầy đủ hết. Cảm ơn Chúa. Cảm ơn Chúa về 365 ngày chúng ta cầu nguyện, chúng ta không có nghỉ một ngày nào hết quý vị. Mỗi sáng chúng ta cầu nguyện 120 phút. Dạ. Thì có những anh chị em bận rộn vào được chút xíu rồi ra. Nhưng mà chúng ta thì miệt mài. Vâng, miệt mài. Cảm ơn Chúa, ngài cũng ban sức cho tôi để mà hướng dẫn phòng canh, vừa lật bài, vừa đàn, vừa hát, vừa quay video, vừa hướng dẫn, vừa khích lệ mọi người. Cảm ơn Chúa, sức không tàn quý vị. Cảm ơn Chúa, ngài cho càng đi tới lực sức lực lần lần thêm lên. Ở trong mà như đã chép ở trong Thi Thiên đoạn 84 câu 7. Cảm ơn Chúa. Tôi sẽ nói giống như David, chúng ta sẽ nói giống như David. Và tác giả của cái vần Thi Thiên này là con cháu của Cô-rê. Đó là sẽ ở trong nhà của Chúa, sẽ ở trong hành lang của Chúa
vì một ngày ở trong hành lang của Chúa thôi nó đáng hơn 1.000 ngày khác. Cảm ơn Chúa, chúng ta ở trong hành lang của Chúa 365 ngày. Quý vị thấy là nó giá trị là như thế nào. Cho nên hãy yêu quý sự cầu nguyện, hãy yêu quý thời giờ mà Chúa cho chúng ta nhớ lại những kỷ niệm. Khi mà đi về Việt Nam thì cũng vào vòng canh cầu nguyện, khi mà đi du lịch, đi chơi ở đâu đó, ở góc trời nào, chúng ta cũng vô vòng canh cầu nguyện. Mọi người có biết không, trong những cái giờ phút đó Chúa hãnh diện chúng ta biết mấy. Chúa vui vì cái tấm lòng yêu mến Chúa của chúng ta. Để nên khích lệ chúng ta trước khi chúng ta bước sang năm mới, ôn lại những cái kỷ niệm cũ, những cái kỷ niệm của 365 ngày của năm 2022. Chúng ta bùi ngùi lắm, chúng ta nhớ lại những lúc chúng ta quên, chúng ta không có nhớ, nhưng Chúa nhớ hết. Chúa thấy cái tấm lòng chân thành của mọi người. Dù đi Florida, dù đi tôi đi Florida với gia đình, thím Nghĩa cũng đi thăm người thân đó, rồi mẹ tôi thì ở bên tận California, Mai Trinh, Hồng Diễm thì có dịp đi Việt Nam trong nhiều năm qua, rồi có người đi Canada, đi nhiều nơi, thậm chí là ngay chúng ta tháng 3 năm ngoái, tháng 3 năm nay chứ chúng ta chưa qua năm mới, tháng 3 năm 2022 chúng ta có một cái chương trình chương trình dưỡng linh cho phụ nữ, thì 3 ngày 2 đêm chúng ta ở cái trại đó, chúng ta cũng cầu nguyện, mặc dù không có online được, nhưng mà chúng ta cũng có cái hình, chúng ta ngồi lại với nhau, chúng ta cầu nguyện ở trong cái phòng nhóm mỗi buổi sáng tĩnh nguyện. Cái hình ảnh nó đẹp vô cùng, nhiều khi chúng ta không có nhớ, chúng ta không để ý, nhưng mà quay lại cái cảnh đó chúng ta thấy nó đẹp, nó quý. Chúng ta đi ở đâu, ở cái góc trời nào, chúng ta cũng vào vọng canh để chúng ta cầu thai. Có một cái vọng canh mà lửa của cái vọng canh đó nó được đốt lên, nó thắp sáng ở trong nhà của Chúa, như Ngài đã truyền cho các con cái của Lê-vi rằng rằng cái chi phái Lê-vi rằng hãy để cho lửa của Chúa, lửa hằng cháy luôn trong nhà của Đức Giê-hô-va. Chúng ta nghĩ lại những điều đó thì chúng ta được khích lệ lắm quý vị. Cảm ơn Chúa, thật cảm động quý vị. Vâng, mặc dù bận rộn, có những lúc mà tôi bệnh mà mất tiếng luôn, nhưng mà năm nay đặc biệt là không có bị tắc tiếng nha quý vị. Cảm ơn Chúa, chứ có năm thì bị tắc tiếng, thì vẫn cầu nguyện, vẫn ca ngợi Chúa, rồi sau đó lại nói chuyện không được, nhưng mà cứ vào vọng canh là nói chuyện lại được khêu khao, vẫn cầu nguyện. Nhưng mà năm nay thì không có bị cái đó, cảm ơn Chúa. Sau mỗi ngày đi đi tới thì sức lực lần lần thêm, như Thi Thiên thứ 84 câu 7 có nói điều đó. Họ đi tới sức lực lần lần thêm, ai nấy đều ra mắt Đức Chúa Trời tại Si-ôn. Mình ôn lại chuyện cũ để mình thấy Chúa yêu mình quá. Có những việc mình thấy nó đơn sơ, mình không có để ý, nhưng mà nó đẹp vô cùng quý vị. Nhưng lúc chúng ta quá mệt, chúng ta vẫn vào, chúng ta mở cái phone, chúng ta cầu nguyện, ta nghe anh em chúng ta cầu nguyện. Đó là những hình ảnh đẹp mà chúng ta có được ở trong năm 2022. Ôn lại để chúng ta cầu nguyện cảm tạ Chúa quý vị. Trước khi bước sang năm mới thì chúng ta sẽ nghĩ lại những việc Chúa đã làm trong năm 2022. Trong khi nghe mọi người chúng ta tâm tình sáng hôm nay đó, thì tôi sẽ lục lại trong hồ sơ những cái lời làm chứng đó để mình đọc lên. Chút nữa đã vô đông đủ rồi, chúng ta sẽ đọc lên để chúng ta thấy mình đang ở cấp độ nào của hành trình đức tin trong suốt năm 2022 vừa qua, để chúng ta thêm lời khích lệ cảm tạ Chúa. Và ai bất ngờ nghe đến những điều này thì họ cũng được khích lệ nữa. Họ cũng sẽ thấy được ô chung quanh mình, anh em mình đang sống trong đi trong hành trình đức tin, và càng làm cho họ khích lệ và kéo họ vào cầu nguyện với chúng ta. Amen, cảm ơn Chúa. Vâng, bây giờ thì chúng ta nói lên cảm nghĩ của mình đi trước khi mình bước sang năm mới ha. Sẽ nghe Thím Nghĩa nè, nãy giờ Thím Nghĩa mở cái microphone lên rồi mà Thím Nghĩa chưa có nói. Amen. Chào Thím Nghĩa, good morning Thím Nghĩa. Dạ, xin chào mục Em sư, chào biết bà à. nội, chào Dạ. Mai Trinh, chào Cương Diễm, chào cả nhà. Amen. Dạ. Được mục sư nhắc nhở thì ôn lại thì mình rất là được phước, được Chúa sử dụng trong một năm vừa rồi, Dạ. rất là được ơn. Chúa yêu mình nhiều quá, mình xin cái gì Chúa cho cái đó. Nhưng mà trước tiên là mình phải nhớ là mình xin xin công việc của Chúa nha. Thành ra
Cảm ơn Chúa là ước vọng của tôi là có cơ hội để đi học hỏi truyền giáo, bước ra khỏi nhà. Thì cảm ơn Chúa cho năm rồi được rất là thỏa lòng đi khắp nơi, vừa truyền giáo mà vừa vui vui hưởng những cảnh đẹp thiên nhiên của nước Việt Nam mình. Dạ. Rất là cảm tạ ơn Chúa điều này. Thứ nhất, thứ hai nữa là vấn đề bệnh hoạn. Thì cảm tạ Chúa, mình có đau đầu nhức mỏi hay là có cái gì thì cũng như mục sư chỉ là đặt tay lên chỗ đó rồi cầu nguyện qua đêm. Dạ. Cho tôi làm chứng là trong cái lỗ tai tôi thỉnh thoảng sao nó nghe lụp bụp như là cái tiếng nước nó, cái bong bóng nó bể vậy đó, thì khó Dạ. ngủ lắm. Thì tôi cũng đặt tay lên cầu nguyện, cầu nguyện xong cái nhắm mắt lại một chút rồi cái ngủ tới sáng cái nó im ru luôn tới một nhiều ngày sau này. Thì Dạ. thỉnh thoảng thì nó có trở lại, nhưng mà cứ làm như vậy như là nhức mỏi như là khó chịu thì cứ cầu nguyện. Thì cầu nguyện rồi 5-10 phút hoặc là một tiếng đồng hồ thì quên luôn rồi, không biết Chúa chữa trị hồi nào rồi hết cái mình quên luôn, quên rồi cái tới chiều hay tối như bữa các giờ khác giật mình lại, ủa mình tự nhiên mình hết nhức rồi, hết Dạ. đau rồi. Và cảm ơn Chúa điều này, thì mình chỉ xin những cái điều mà mình cần thiết hữu dụng cho đời sống của mình, gia đình mình hay là hội thánh, thì Chúa chữa rồi Chúa cho rất là trọn vẹn. Cảm ơn Chúa điều này. Cũng như cảm ơn Chúa, thường là tôi hay cảm ơn Chúa gửi mục sư Giang Đông qua, gia đình mục sư Giang Đông qua Arizona này để huấn luyện con dân Chúa, thì nhờ đó mà tôi có mạnh mẽ, không có mắc cỡ, không có ngại ngùng khi được mời làm chứng hay là nói về công việc của Chúa thì rất là mạnh mẽ. Ngày xưa thì già rồi mà còn mắc cỡ như con nít vậy đó, nhưng mà Dạ. bây giờ thì mạnh mẽ lắm. Cảm ơn Chúa là đi truyền giáo cũng có cơ hội để làm chứng trước ba bốn hội thánh, thì khi mục sư giống như cái chương trình nó có trở ngại gì đó thì diễn giả chưa tới thì mục sư kêu mình lên làm chứng, nhảy lên liền làm chứng liền, không có mắc cỡ. Dạ. Đó là đại cái là cầu nguyện xin cũng như là làm chứng thì được hết. Đó là ơn phước mà Chúa ban cho cái năm 2022. Nhưng mà còn ước muốn nhiều nữa, năm 2023 thì được giỏi hơn, tốt hơn năm 2022 này. Xin phòng cầu nguyện cũng tiếp tục cầu nguyện cho xin tất cả chúng ta đều có cơ Amen. hội để hầu việc Chúa tốt hơn năm cũ, bước qua năm mới thì làm những việc mới hơn, đẹp hơn, tốt hơn cho Chúa. Amen. Yeah, Amen. Amen. Cảm ơn Chúa. Amen. Yeah, cảm ơn Thím Nghĩa đã nói lên tâm tình cuối năm và làm chứng lại những gì Chúa đã đồng hành đi với mình. Ở đây Amen. là cái chiếu lên cho quý vị nè, nó còn bằng chứng của đầu năm. Đây, mời mọi người xem nha. Đây, bản tin cầu nguyện. Cái mà hàng chữ mà xanh đây. Đây. Xanh xanh nhạt ở chỗ này. Chúng ta thấy cầu nguyện và ước nguyện đầu năm 2022. Một tây tháng 1. Đó, quý vị. Mọi người thấy không? Đây, ghi hết xuống như này nè. Rồi, chúng ta sẽ thấy là Thím Nghĩa mục số 6. Xin Chúa cho Hội Thánh Phục Hưng có quản nhiệm chính thức. Hội Thánh sớm trở lại mạnh mẽ. Hai đứa con trai được gặp gỡ Chúa cách mới mẻ. Đây là cái lời ước nguyện đầu năm của Thím Nghĩa đó. Cảm ơn Chúa. Thì chúng ta sẽ đợi qua thứ hai, hai tây tháng 1 năm 2023. Bởi vì ngày mai là Chủ nhật, chúng ta không có cầu nguyện buổi sáng. Chúng ta để thời gian chúng ta thờ phượng Chúa. Thì chúng ta cầu nguyện từ thứ hai tới thứ bảy. Nói là chúng ta không có nghỉ ngày nào, thật ra thứ bảy Chủ nhật của chúng ta đó là cái ngày chúng ta cầu nguyện cá nhân và chúng ta tìm kiếm Chúa cho sự thờ phượng, bởi vì Chủ nhật là cái ngày thờ phượng thì nó cũng tính như là một cái sự cầu nguyện, cho nên rất là ý nghĩa, rất là tốt đẹp. Nhiều khi chúng ta thờ phượng với Chúa còn ít hơn là chúng ta cầu nguyện buổi sáng trong ngày. Chúng ta cầu nguyện tới 2 tiếng đồng hồ, trong khi cái buổi thờ phượng của chúng ta chỉ dao động từ 1 tiếng đến 1 tiếng 15 phút
tới 1 tiếng rưỡi thôi. Cảm ơn Chúa về cái tinh thần đó. Cho nên chúng ta sẽ để thứ hai, 2 tây tháng 1 năm 2023, chúng ta sẽ nói lên những ước mơ của mình và sẽ ghi xuống. Nhưng là cái phần này rất là lý thú, theo cái gợi ý của cô giáo sư Ánh Tuyết đã từ đầu năm cô cũng đã vào cầu nguyện với chúng ta, và suốt 1 năm qua thì cứ 1 tuần cô vào 1 2 lần khích lệ vọng canh chúng ta, thật là khích lệ, thật là và có những cái lời giáo huấn, những cái lời chia sẻ và tâm tình và cầu nguyện với chúng ta. Đó là một cũng là một ơn phước của vọng canh đó quý vị. Thì đầu năm rồi chúng ta 1 tây tháng 1 năm 2022, tôi không nhớ là thứ mấy, thì cầu nguyện và ước nguyện đầu năm, tôi đã ghi xuống ở đây. Chút nữa đợi mọi người vô đông đông chút xíu rồi chúng ta sẽ đọc lên để chúng ta ngẫm nghĩ lại coi 2022, 2022 chúng ta đã làm được gì và Chúa đã làm được gì cho chúng ta. Riêng về phần của thím nghĩa thì chúng ta thấy dù hội thánh đang chờ đợi một quản nhiệm chính thức, chúng ta thấy điều này, chúng ta vẫn chờ đợi và cầu nguyện, nhưng Chúa sẽ cho một quản nhiệm được ơn để lo cho hội thánh. Thím nghĩa amen ha, amen, cảm ơn Chúa. Rồi hội thánh sớm trở lại mạnh mẽ, thì hội thánh đã trở lại mạnh mẽ rồi, cảm ơn Chúa. Vừa rồi Giáng sinh chúng ta nhóm thật là phước hạnh, thật là vui vẻ, được ơn của Chúa. Rồi 2 đứa con trai được gặp gỡ Chúa cách mới mẻ, chúng ta vẫn cùng với thím nghĩa cầu thay và chờ đợi cho năm 2023 tới đây. Hai cái điều ước trên đang ở trong cái sự chờ đợi thì Chúa sẽ sớm lâm thành. Đó, quý vị, chúng ta sẽ nhắc lại những cái điều này cho với Chúa để mà Chúa sớm làm ơn cho gia đình của chúng ta, công việc của Chúa ở trong gia đình chúng ta. Đó, thật là thú vị ha, khi mà còn giữ lại được những cái lời ước ao của chúng ta ở đây. Vâng, bây giờ thì chúng ta sẽ hát đi, rồi chúng ta sẽ quay lại ở trong cái phần tâm tình của máy chính anh Sơn đó, rồi bà nội Hallelujah, cô Diễm, một sĩ Đông, Lý Xuân Phương, thì Lý Xuân Phương với lại anh Nhân Hậu thì mới tham gia với chúng ta 6 tháng trở lại đây, cũng cảm ơn Chúa, cũng có những kinh nghiệm phước hạnh. Nhưng mà ở đây thì chúng ta đang ở trong cái phần đó là chúng ta ôn lại 1 năm chúng ta đã làm được gì ở trong lời cầu nguyện của chúng ta đó quý vị. Trong suốt 1 năm 2022 vừa rồi chúng ta thấy Chúa làm nhiều điều lắm, và trong cái phần này sẽ nhắc lại cho chúng ta nhớ những gì mà Chúa đã bày tỏ và Chúa đã làm ơn cho chúng ta. Đó là những gì mà tôi đang chiếu lên ở đây cho quý vị cầu nguyện và ước nguyện đầu năm vào 1 tây tháng 1 năm 2022, trải qua 365 ngày, và chúng ta sẽ ôn lại những gì mà Chúa đã làm, những gì Chúa đang làm, những gì chúng ta chưa thấy kết quả, và chúng ta vẫn chờ đợi và ôm cái ước mơ đó bước sang năm 2023. Ơn Chúa của chúng ta quý vị. Vâng, bây giờ chúng ta sẽ hát những bài hát xuân và chúng ta sẽ trở lại ở trong cái phần ôm lại những cái phước hạnh của năm 2022 để chúng ta tiếp tục hành trình cho năm 2023. Amen. Cảm ơn Chúa. Vâng, bây giờ chúng ta sẽ trở lại với những bài hát xuân. Cảm ơn Thím Nghĩa đã vừa mới chia sẻ và tâm tình những phước hạnh vừa qua. Amen. Bản nhạc vui hôm nay đã cất lên rộn ràng, ngày xuân đón nắng mới với tiếng ca nhịp nhàng. Con cất lên, kèo tiếng ca cất lên hòa với tiếng đàn. Bản nhạc vui hôm nay đã cất lên rộn ràng, ngày xuân đón nắng mới với tiếng ca nhịp nhàng. Con cất lên theo tiếng ca cất lên hòa với tiếng đàn. Đây mừng xuân cùng hân hoan hát ca khen danh Ngài, Ngài đã yêu nhân thế nên xuống trần. Ngày đầu năm chúng con cảm tạ Ngài, ngày ngày xuân cùng hoan ca kính dâng lên Chúa Trời. Ngài ban cho trần thế muôn hoa cười, khoe sắc thắm hoa cùng mùa xuân. Bản nhạc vui hôm nay đã cất lên rộn ràng, ngày xuân đón nắng mới với tiếng ca nhịp nhàng. Con cất lên theo tiếng ca cất lên hòa với tiếng đàn.
Mừng xuân đến xuân vui với anh em họ hàng, cùng dâng Chúa với những cái tim luôn nhiệt thành. Con kính dâng, con cảm ơn, con cảm ơn tình Chúa muôn đời. Nay ngày xuân cùng hân hoan hát ca khen danh Ngài, Ngài đã yêu những thế nên xuống trần. Ngày đầu năm chúng con cảm tạ Ngài, ngày xuống cùng hân hoan kính dâng lên Chúa Trời. Ngài ban cho chân thế muôn hoa cười, quay sắc thắm hoa cùng mùa xuân. Này ngày xuống cùng hân hoan kính dâng khen danh Ngài, Ngài đã yêu nhân thế nên xuống trời. Ngày đầu năm chúng con cảm tạ Ngài, ngày xuống cùng hân hoan kính dâng lên Chúa Trời. Ngài ban cho trần thế muôn hoa cười, khoe sắc thắm hoa cùng mùa xuân. Ngài ban cho trần thế muôn hoa cười, khoe sắc thắm hoa cùng mùa xuân. Amen. Cảm ơn Chúa. Vâng, lời khen Chúa của chúng ta thì Ngài ban cho chúng ta, chính Chúa là đấng ban mùa xuân cho chúng ta, và Ngài đồng hành với chúng ta. Nhiều khi người ta nói Chúa xuân, người ta chào đón Chúa xuân thì người ta chỉ để Chúa xuân ở với mình trong 3 ngày Tết thôi, sau đó thì Chúa làm gì của Chúa, con làm gì của con. Mà cái đó là người đời nha quý vị. Chúa xuân, họ dùng cái chữ Chúa xuân. Nhưng mà chúng ta là đấng, là người mà cầu nguyện xin Đức Chúa Trời là đấng ở cùng chúng ta. Chúng ta xin Chúa ban ơn cho chúng ta trong mùa xuân. Ngài không chỉ ban phước cho mùa xuân chúng ta, mà Ngài còn là đấng ở cùng chúng ta trong suốt 365 ngày. Mọi người có thấy điều đó không? Cảm ơn Chúa. Bây giờ chúng ta hát bài Xuân đến bên nhà nha quý vị. Là chúng ta sẽ tiếp tục ở trong cái phần chúng ta ôm lại, ôm cố tri ân, cảm ơn Chúa. Đếm các ơn phước của Chúa ban trong 365 ngày để chúng ta thấy những gì Chúa đang làm, Chúa đã làm, Chúa đang làm, hoặc là Chúa chưa có làm gì hết. Và trong cái thời điểm mà Chúa sẽ trả lời cho chúng ta thì chúng ta vẫn vui mừng, cảm ơn Chúa. Và tôi thấy Chúa làm nhiều hơn là Chúa đang làm, Chúa chờ Chúa làm. Chúa đã làm nhiều hơn những gì chúng ta ước mong, cảm ơn Chúa. Kìa đàn chim mùa bay trên khóm hoa, báo tin vui xuân đến bên hiên nhà. Cùi đùa bay đi ca vang khắp nơi, hát câu ca vui chúc xuân về. Mọi người vui xuân trong câu chúc nhau cầu thuận hoa an vui, và được thêm ơn trong khi tuổi cao, Chúa ban cho trọn đời vui tươi. Xin Cha Ngài ban phước thêm cho con được vui xuân, xin Cha được may mắn luôn cất tiếng ca mừng xuân. Vì một năm trời đi thật rất nhà, giờ mùa xuân tươi vui đã đến rồi. Mọi buồn đau xin cho thêm tháng năm, cầu nguồn phước trong tôi, cầu nguồn phước trong tôi. Amen. Cảm ơn Chúa. Lý do mà tôi hát bài này hai lần buổi sáng hôm nay, bởi vì trong đây có cái câu là gì? Chúc nhau câu thuận hòa an vui, và được thêm ơn trong khi tuổi cao. Ở đây chúng ta thấy mỗi người chúng ta đều bước lên một tuổi, nhưng mà tuổi chúng ta chưa có cao lắm. Ở đây cao nhất đó là bà nội Hallelujah. Cảm ơn Chúa đã cho bà nội Hallelujah sức bền dai. Bà nội đã không có nghỉ một ngày nào hết ở trong suốt 365 ngày vừa qua. Chúc mừng bà nội. Bà nội sẽ được giải nhất. Sự trung tín. Cảm ơn Chúa. Dạ. Rồi dạ. Đi theo Chúa thì Chúa thêm sức từng hồi từng lúc. Amen. Đó, bây giờ tính kêu bà nội làm chứng à, bà nội Hallelujah đã nói rồi, bây giờ bà nội nói tiếp luôn đi ạ. Amen. Kính mời bà nội. Bà nội cảm có ơn. Điều gì phước hạnh? Cảm ơn Chúa thật nhiều vì mình ở trong nhà Chúa lâu dài như Chúa đã dạy mình. Đó, thành ra mình cảm ơn Chúa. Ở từng hồi mình được sanh ra và lớn lên thì được ở trong nhà Chúa luôn cho tới bây giờ. Bây giờ là thành lão niên rồi, hơn 80 rồi. Mà Chúa cũng cho vẫn cái tâm hồn
thân thể mình thì có già, có yếu, nhưng mà tâm tâm hồn mình luôn luôn là vui tươi trong Chúa. Thì bà nội thì thường xuyên là lấy cái thánh ca Tin Lành ra đó, hát, hát đủ thứ bài hết đó. Hát có khi 1 tiếng, 2 tiếng luôn. Amen. Hát một mình vậy đó. Ừ. Tại vì ở trong những cái lời thánh ca rất là hay cho mình, có sự dạy dỗ như là bài giảng vậy đó. Đó, thành ra không không có khi nào mà buồn hết trơn. Như giống như cái bài hát của ông Lê Quỳnh á, cầu cầu buồn vui trôi theo tháng năm, cầu nguồn phước trong tôi đó. Cái câu đó là mình sống với cái câu đó. Amen. Cảm ơn Chúa. Ở đời ai cũng có những gì, cái chuyện thắc mắc buồn, chuyện này chuyện kia, nhưng mà mình cầu xin Chúa nó trôi theo tháng năm, rồi cầu nguồn phước trong trong mỗi gia đình mình, trong mỗi anh em mình, có nguồn phước trong Chúa thì mình không có bị chao đảo hay là mình buồn chuyện gì hết trơn. Buồn chỉ là thoáng qua thôi, nhưng mà mình cảm ơn Chúa thì nhiều hơn. Cảm ơn Chúa thì đi theo Chúa thì mình thấy được phước, được sự chăm sóc của Chúa. Chúa dạy mình từng hầu từng lúc đủ đủ thứ hết đó. Mình không có đi rời ra Chúa là được. Nhất là sự trung tín trong sự hiệp nguyện, mình cầu nguyện với Chúa. Vì Chúa dạy mình là, có một ông giáo sĩ ông nói với mình là cầu nguyện là hơi thở của cơ đốc nhân. Khi nào mình nín thở là mình đi về Chúa, mình không cầu nguyện nữa, phải cầu nguyện luôn luôn. Cảm ơn Chúa đã cho Hội Thánh Vườn Nho Mục Sư Đông có cái Zoom cầu nguyện để mà mình đến đó để mình cầu nguyện với nhau. Chứ chưa chắc gì mình cầu nguyện một mình mà mình lại trung tín mỗi buổi sáng như thế này. Cảm ơn Chúa đã giúp đỡ ban phước cho bà nội cũng như mấy anh chị em trung tín trong giờ cầu nguyện. Không phải mình cầu nguyện cho gia đình, cho bản thân mình, mình cầu nguyện cho đất nước mình đang ở, đất nước Việt Nam mình, cầu nguyện cho bạn bè mình, người thân của mình. Hôm nay nhắc nhở một sư đông hồi với lại phòng cầu nguyện của mình, cầu nguyện cho Thúy Vi. Thúy Vi bị bệnh và đang chờ để vô bệnh viện. Bệnh kêu bằng huyết, đường huyết không có được ổn. Xin chúng ta cầu nguyện cho Thúy Vi nhiều cái việc này. Chúa, cảm ơn Chúa những gì mà Chúa ban cho mình, còn sự sống, còn hơi thở. Vì Chúa dạy chúng mình là phàm vật chi thở, hãy ngợi khen Đức Giê-hô-va. Trong mọi hoàn cảnh mình đều cảm ơn Chúa hết. Amen. Cảm ơn Chúa. Chúa thêm sức cho mỗi người anh em chúng ta trong Zoom cầu nguyện gần mới. Và bà nội cũng luôn cầu nguyện có thêm người vào trong Zoom cầu nguyện để được phước như mình. Đó, mình được cầu gặp gỡ Chúa mỗi sáng, mình được thưa chuyện với Chúa, mình cầu nguyện cho những nan đề của nhau, mình cưu mang với nhau, cái điều đó là đẹp lòng Chúa. Cầu nguyện cho nhiều nhiều người vào Zoom cầu nguyện. Cầu nguyện thí dụ như mình cầu nguyện 2 tiếng đúng, nhưng mà những người mới vô có thể họ nửa tiếng hoặc là 5-60 phút cũng là tốt. Rồi lần lần họ sẽ theo cái thói quen đó để cầu nguyện. Cầu nguyện rất là được phước, và mình được gần gũi với Chúa. Chúa dạy mình những cái điều chưa từng biết nữa. Cảm ơn Chúa cho phòng cầu nguyện mình. Chúa trả lời rất là nhiều nan đề trong phòng cầu nguyện của mình rồi. Cảm ơn Chúa thật nhiều. Cầu nguyện cho Mục Sư Nhân Đông bền bỉ để mà hướng dẫn mình mỗi buổi sáng như thế này. Cảm tạ Chúa, cảm tạ tất cả anh chị em chúng mình trung tín với Chúa. Chúa dạy mình phải trung tín cho đến cuối cùng, chứ không trung tín nửa đường. Cảm ơn Chúa, mình sống bởi lời của Đức Chúa Trời thì là tốt nhất. Những gì Chúa dạy mình làm đúng y như vậy. Trung tín với Chúa, cầu nguyện luôn luôn, không thôi. Cảm ơn Chúa những điều mà mình đã làm được từ hồi trẻ cho tới bây giờ. Còn những người tập bây giờ, những người mà mới tin Chúa tập như mình thì rất là khó. Thành ra mình phải cầu thay cho những người đó, để người đó biết có một Đức Chúa Trời năng quyền và theo cho đến cuối cùng. Cứ nói là hãy tin sẽ được, hãy tìm sẽ gặp, hãy gõ cửa sẽ được mở. Thì mình, cái Zoom của mình nè, Mục Sư Đông, mình gõ cửa mỗi ngày thì Chúa sẽ mở cho mình. Cảm ơn Chúa, cảm ơn Chúa vì mình sống bởi lời Đức Chúa Trời. Những cái câu mà Kinh Thánh mà Chúa dạy mình phải nghe mà mình làm theo đó để mình được phước. Và con cháu hậu tự của mình nó cũng được phước nữa. Cảm ơn Chúa mọi điều. Để Chúa ban phước cho năm mới. Anh chị em mình trung tín hơn nữa. Hầu việc Chúa có kết quả hơn nữa.
và đem nhiều người mới về cho Chúa. Đó là cái điều cần mà Chúa dạy mình. Cảm ơn Chúa mọi điều. Dạ. Amen. Cảm ơn lời tâm tình cuối năm của bà nội Hallelujah, rất là cảm động. Cảm ơn bà nội đã làm chứng. Bà nội thương Vi quá, bà nội làm chứng lại phước hạnh của Chúa mà bà nội vẫn còn nhắc tên Thúy Vi. À, như vậy thì chút nữa bà nội cầu nguyện cho Thúy Vi luôn ha. Xin Chúa phục hồi và cho Vi khỏe mạnh trong ngày cuối năm để mà có thể hầu việc Chúa, thờ phượng Chúa với hội thánh ở trong dịp đầu năm. Thúy Vi có những cái điều gì cần cầu nguyện và muốn update thông tin thì Thúy Vi sẽ nhắn vào trong vọng canh của chúng ta, nhưng biết là chúng ta sẽ cầu nguyện cho Thúy Vi, cầu nguyện cho anh Danh nữa, Chúa bổ sức và cho anh Danh được khỏe. Anh Danh chồng của Quỳnh Hoa, Quỳnh Hoa báo là anh không có được khỏe lắm trong mấy ngày hôm qua. Xin Chúa cho sức khỏe. Chúng ta cũng cảm ơn Chúa vì Chúa cho chúng ta mỗi người đều khỏe mạnh trong những ngày qua, nhất là mùa đông, Chúa tiếp tục gìn giữ chúng ta. Tôi mới vừa mở cửa sổ ra, tôi thấy ở ngoài trời vẫn còn tối, và mùa đông thì cái đêm nó dài hơn cái ngày. Xin Chúa gìn giữ chúng ta không có bị bệnh, không có bị nhiễm lạnh. Thứ tư này thì Hội Thánh Vườn Nho, một số anh chị em chúng ta sẽ đi chơi tuyết. Đó, cho nên là đi lên núi cách 2 tiếng đồng hồ để mà thông công với nhau, rồi chơi với nhau, đi trượt tuyết, vân vân. Đó cũng là một cái thú vị của dân mà xứ sa mạc. Quanh năm nó nóng nhưng mà có mùa đông nó lạnh hơn những cái tiểu bang gần đó. Trên núi thì có tuyết cách 2 tiếng thôi. Cầu nguyện Chúa ban phước cho anh chị em có sự thông công rất là vui trong ngày cuối năm. Vâng, chúng ta đang ở trong cái phần làm chứng, kể lại những ước mơ, những ước nguyện đầu năm mà tôi đang chiếu lên cho quý vị đây. Thì bà nội Hallelujah, nhớ là trong cái dịp đầu năm bà nội Hallelujah đã xin Chúa cho sức khỏe. Và cư mang có thêm người vào Zoom để cầu nguyện. Thì bà nội thấy cái điều đó Chúa đã làm rồi. Amen. Cảm ơn Chúa. Mặc dù chưa có nhiều, chưa có đông. Và cái tiêu chí của vọng canh của chúng ta đó là phải bền vững. Chúng ta cảm ơn Chúa là chúng ta rất là bền. Dù chúng ta không có liên tục, nhưng mà chúng ta vẫn bền. Ví dụ như mình được kể là mình là một người bền, là mình đã có mặt ở đây 5 năm. Một tuần mình vô một hai lần cũng được, thì cũng gọi là bền. Nhưng mà có những người là họ vãng lai, ví dụ như họ vô được một hai kỳ, một hai mùa, hoặc là một hai ngày, và họ sẽ không vào nữa. Thì chúng ta không có cái chủ trương đó, bởi vì cái sự cầu nguyện nó phải bền đổ và phải gắn kết với nhau. Thì cái mỗi một cái vọng canh, một cái phòng cầu nguyện nó có cái tiêu chí phải bền bỉ mới được, chứ không phải chỉ đến tham gia rồi một hai ngày rồi không có vào. Không có vào nữa, giống như người ta chỉ đến quan sát rồi cho biết cái vọng canh đó là gì. Chúng ta không có cần cái việc đến thăm, chúng ta không có cần những vị khách đến thăm rồi cho biết rồi đi, nhưng chúng ta cần những người ở với chúng ta, cầu nguyện với chúng ta một cách bền bỉ. Thì trong đó tôi thấy có gia đình của Lý Xuân Phương và anh Nhân Hậu. Cảm ơn Chúa, chúng ta rất là cảm động về cái tâm tình này. Chỉ cần quý vị trung tín như vậy là Đức Chúa Trời đẹp lòng vô cùng. Có những lúc mà hai vợ chồng bận rộn, người vợ thì làm bánh để bỏ cho tiệm, chồng thì đang làm bảo vệ cho một cái chung cư, thì vẫn vào để mà lắng nghe chúng ta cầu nguyện. Đó là sự bền bỉ đó, đó chúng ta cần cái điều đó đó. Và ở đây thì phải là tuyên dương tất cả chúng ta, tất cả những người có mặt ở đây buổi sáng hôm nay, chúng ta đều là những người bền bỉ ở trong vọng canh. Dù bận rộn cỡ nào chúng ta vẫn vào chút xíu, hoặc là vẫn để lại dấu tích của mình ở trong đó, và nhất là bền bỉ có nghĩa là chúng ta không có bỏ cái vọng canh, chúng ta vẫn vào. Đôi khi chúng ta bận, chúng ta vẫn sắp xếp một tuần một hai lần gì đó, hoặc là một tháng một vài lần nào đó, đó cũng là một cái sự bền bỉ, cũng được tính là một cái sự bền bỉ rồi. Chứ chúng ta không có welcome những cái người mà anh chị em cũng có lòng nhưng mà vào thì để tham quan hoặc là để biết vọng canh như thế nào, thì có những cái vọng canh khác sẽ chào đón. Còn ở đây thì chúng ta có cái tiêu chí của mình,
phải bền bỉ, phải bền đổ, phải kết hiệp và gắn kết với nhau một cách bền bỉ như vậy thì là điều rất là đáng hoan nghênh ở vòng canh Arizona này. Quý vị có nhiều người cũng hỏi thăm và muốn gia nhập cầu nguyện, nhưng mà tôi xét thấy những lời đó là những lời yêu thương, những lời những lời, những cái tâm tình, nhưng mà không có đúng với cái tiêu chí của vòng canh chúng ta. Như tôi nói quý vị, chúng ta có cái tiêu chí, cho nên tôi không trả lời, hoặc là để cho anh em tìm những cái nơi khác có thể hiệp cần hơn, có thể thích hợp hơn. Còn ở đây chúng ta cần những cái tâm tình mà liên kết, gắn kết, vì chúng ta cần cái chất lượng của sự cầu nguyện qua cái sự hiệp một, gắn kết và bền bỉ hơn là chỉ là tham quan cho biết thôi. Vâng, đó là những cái phước hạnh mà chúng ta vừa mới nghe bà nội Hallelujah làm chứng. Cảm ơn bà nội đã kể những cái phước hạnh này. Bây giờ thì chúng ta sẽ hiệp lòng với bà nội Hallelujah để cảm tạ Chúa về những cái hai cái điều mà bà nội đã mơ ước. Còn nhiều hơn nữa, nhưng mà tôi nhớ bà nội có nói xin Chúa cho sức khỏe và trí nhớ. Vâng, phải thêm vào đây sức khỏe và trí nhớ. Thì đúng như vậy, Chúa có cho bà nội dù ở tuổi 81 thì bà đã có một cái trí nhớ và sức khỏe tốt nữa. Những lúc mà bà nội bệnh, bà nội vẫn vô cầu nguyện. Bà nội mệt, bà nội mệt trong người cũng vô cầu nguyện. Tôi nhớ có những lúc mệt quá thì gọi cho mình trước khi mà vọng canh mở cửa: cầu nguyện cho má đi con, má vô không được đâu, má mệt. Nhưng mà cuối cùng thấy bà nội Hallelujah đã vô rồi cầu nguyện luôn cả 2 tiếng đồng hồ luôn, hết bệnh luôn. Bà nội có nhớ không? Trong năm 2022 này. Đó, đó là phước hạnh. Chúng ta có nhớ danh thủ Pele không? Danh thủ Pele của môn túc cầu bóng đá thế giới đó. Một trong những gọi là vua bóng đá Pele. Ông vừa mới từ trần hôm 27 tháng 12 vừa qua, ở tuổi 82, một danh thủ đã qua đời. Và chúng ta nhìn lại bà nội Hallelujah 81, cũng cả tuổi đó, nhưng mà bà nội khỏe lắm quý vị, cảm ơn Chúa. Bây giờ xin mời bà nội cầu nguyện. Bà nội cầu nguyện cảm tạ Chúa về về cái lời làm chứng của bà nội sáng hôm nay. Chút nữa thì sẽ mời Thím Nghĩa cầu nguyện tạ ơn Chúa. Để bây giờ bà nội Hallelujah cảm tạ Chúa về những gì Chúa ban cho bà nội trong suốt năm qua, và đặc biệt là cầu nguyện cho Thúy Vi nữa, như lời lời mong ước của bà nội. Vâng, xin mời bà nội cầu nguyện cho. Dạ, amen. Dạ. Trời ơn ba ngôi Đức Chúa Trời là cha của chúng con, Chúa ơi. Chúa ơi, chúng con tìm kiếm Ngài mỗi buổi sáng với tấm lòng biết ơn Chúa. Nơi nào có đâu ba người hiệp nhau với đất kêu cầu danh Chúa thì có Chúa ở giữa. Con tin lời của Đức Chúa Trời, Chúa ơi. Chúa đang hiện diện ở đây với chúng con. Chúa yêu chúng con và Chúa nghe những lời ngợi khen thờ phượng chúng con như những lời cầu nguyện của chúng con. Để Chúa nhậm lời, chúng con cảm tạ ơn Chúa. Cảm tạ ơn Chúa vì những ngày tháng qua Chúa đã cho chúng con được bình yên ở trong sự tại trị của Chúa. Chúa ơi, vì chúng con có cầu nguyện nên Chúa ban phước dư dật cho mỗi gia đình chúng con. Phải Chúa, chúng con cảm ơn Ngài. Vì ngoài Chúa ra thì chúng con chẳng có phước gì khác. Chúng con luôn luôn tạ ơn, ngợi khen Chúa trong mọi hoàn cảnh, thuận cảnh hay nghịch cảnh, chúng con vẫn cảm ơn Chúa. Vì con biết là Đức Chúa Trời yêu thương chúng con, Ngài không bỏ chúng con. Chúa ơi, ai kêu cầu danh Chúa thì được cứu. Phải Chúa ơi, cảm ơn Ngài. Cảm ơn Chúa. Hôm qua con nghe Thí Vi bệnh. Chúa ơi, cảm ơn Chúa, chúng con có cầu nguyện cho Thí Vi nhiều lần. Tạ ơn Chúa. Thì hôm nay con thấy có Thí Vi chắc cũng có ở trong cái lâm cầu nguyện này. Lạy Đức Chúa Trời là cha yêu thương của chúng con. Chúa là đấng chữa lành. Khi xưa Chúa đi các làng các thành, Chúa chữa bệnh bởi lời phán của Chúa. Thì hôm nay Đức Chúa Trời chúng con vẫn y nguyên như vậy. Bởi làn đòn của Chúa chúng con được chữa lành. Chúa ơi xin Chúa chạm đến thân thể của Thí Vi giờ này. Trong thân thể Thí Vi có những điều gì trục trặc mà làm cho bệnh hoạn. Chúa ơi, thì xin Chúa thương xót, Chúa cất ra khỏi ngay trong giờ này, trong sự hiệp nguyện của chúng con. Trong danh Đức Chúa Giêsu, con công bố những bệnh đau yếu, bệnh hoạn gì, nó sẽ biến mất trong thân thể Thí Vi.
ngay giờ này trong sự nghiệp quyền của chúng con. Chúa cho Thi Vi được khỏe mạnh, để gia đình được vui vẻ. Chúa ơi, Chúa ban cho Thiên Ân, Thi Vi, bé Bích, gia đình được mọi sự phước hạnh bình an của Chúa, chữa lành cho Thi Vi trong giờ này bởi sự tình yêu thương của Chúa, bởi lời khẩn nguyện của chúng con. Chúng con cảm tạ ơn Ngài. Và trong phòng Zoom của chúng con, Chúa ơi, có những anh chị em chúng con, có những người bệnh đau, cảm cúm, nhức mỏi, tất cả những bệnh hoặc tật gì, trong danh Chúa Christ con cũng công bố anh chị em con giờ này được chữa lành. Amen. Cảm ơn Chúa. Con hưởng một năm mới được phước hạnh của Chúa. Chúa ơi, xin Chúa ban phước cho từng gia đình chúng con có sự trung tín mỗi ngày, để chúng con hầu việc Đức Chúa Trời bằng cách kêu cầu danh Chúa, để chúng con được sự thăm viếng đặc biệt của Ngài. Chúa chúc phước cho Thánh Vườn Nho, Chúa ơi. Mặc dầu cái Hội Thánh Vườn Nho chúng con chưa có một cơ sở riêng, nhưng chúng con vẫn cầu nguyện Chúa sẽ ban cho theo thời điểm của Chúa là có một cái phòng nhóm riêng, Chúa ơi, để chúng con có thể không có phải dọn dẹp lúc chúng con nhóm lại, nhưng chúng con có thì giờ để học trường Chủ Nhật, chúng con có thể thông công với nhau trong cái giờ, thay vì chúng con dọn dẹp cái phòng đó thì chúng con được tự do. Chúa ơi, chúng con biết rằng khi chúng con kêu cầu thì Chúa sẽ lắng nghe. Thời điểm là của Chúa, chúng con vẫn mong chờ Chúa những điều mà chúng con ước ao cho Thánh Vườn Nho. Amen. Chúng con tạ ơn Chúa. Tạ ơn Chúa. Chúa thêm sức cho Mục Sư Đông, Chúa thêm sức cho gia đình Mục Sư Đông, Diễm cũng như chấp sự Ân, Thi Vi và cô Tiết Snow, những người đã trưởng thành trong Hội Thánh, để hiệp một với nhau để hầu việc Chúa. Chúa ơi, chúng con phải hiệp một như Đức Chúa Trời chúng con dạy chúng con, Đức Chúa Trời ba ngôi chúng con, Đức Chúa Cha, Đức Chúa Con, Đức Chúa Thánh Linh hiệp một, thì chúng con phải hiệp một lại với nhau để chúng con hầu việc Chúa, chúng con yêu thương nhau, giúp đỡ nâng nhở nhau để Hội Thánh của Chúa được phát triển. Và con cầu nguyện cho tất cả Hội Thánh, hơn 13 Hội Thánh ở Arizona có sự hiệp nguyện lại với nhau như đã có. Chúng con cầu nguyện là chúng con thấy cơn mưa từ trời của Chúa đã đổ lai rai rồi. Nguyện Ngài đổ những cơn mưa lớn xuống cho Hội Thánh của Chúa tại Arizona này. Chúng con cảm tạ ơn Chúa. Cảm ơn Chúa thật nhiều. Và chúng con dâng lên lời cảm ơn Chúa một buổi sáng. Chúa ơi, xin Chúa chúc phước từng gia đình nhỏ chúng con trong cuộc sống hàng ngày. Phải đi làm văn phòng, phải đi làm neo, phải đi buôn bán, phải làm kỹ sư, bác sĩ. Chúa ơi, xin Chúa chúc phước cho anh chị em con một ngày mới được an lành trong sự tể trị của Chúa. Gia đình được bình an, hạnh phúc. Amen. Cảm ơn Ngài. Chúa. Phải Chúa. Cảm ơn Chúa, Chúa ơi. Cảm ơn Chúa đã nghe những lời kêu nài của chúng con trong sự hiệp ý này. Và Chúa ban phước hơn những gì chúng con cầu xin hôm nay nữa. Chúng con tạ ơn Chúa. Cảm ơn Ngài. Xin Chúa cũng con nhớ đến những đứa trẻ của chúng con trong nhà. Chúa ơi, cháu chúng con có 9 đứa cháu lận. Chúa ơi, ở đây thì có Yahoo, Sam, David Melody, ở Mỹ, cả ở Pháp cũng có nữa, là bé Phương, Kiki, Timothy. Xin Chúa chúc phước từng đứa trẻ chúng con, Chúa ơi. Chúa giữ nó, Chúa ban phước cho nó, để nó tới trường nó học mà nó không bị ảnh hưởng tới những lời dạy của những cái lời dạy mà không theo ý Chúa. Xin Chúa cho chúng nó được ở trong nhà Chúa, được lớn lên trong nhà Chúa, nuôi dưỡng trong nhà Chúa. Vì thế hệ kế chúng con là nối tiếp chúng con trong sự hầu việc Đức Chúa Trời. Chúa ơi, Chúa thương xót các đứa con, đứa cháu hầu tự của chúng con. Chúng con chỉ biết dâng lên cho Chúa từng tên, từng đứa nó. Chúa ơi, Chúa thương xót, giữ gìn các cháu của chúng con trung tín và hôn nhân chúng nó nữa. Chúng nó lớn lên, chúng nó sẽ có gia đình và chúng nó sẽ có những người phối ngẫu ở trong Chúa, kính sợ Chúa, gia đình tốt. Chúng con cảm ơn Ngài. Tất cả những gì chúng con dâng lên cho Chúa với tấm lòng biết ơn Chúa. Chúa luôn luôn hiện diện giữa sự cầu nguyện của chúng con, là Chúa nhậm lời. Chúng con tạ ơn Chúa. Chúng con hết lòng tạ ơn Chúa với tấm lòng biết ơn Ngài. Và nhân danh Đức Chúa Giêsu Christ. Amen. Amen. Cảm ơn Chúa. Cảm ơn bà nội Hallelujah đã cầu nguyện và còn chúc phước cho năm sắp tới. Chúng ta sẽ Chúa ban phước cho Thánh Vườn Nho. Chúa mở rộng bờ cõi. Cảm ơn Chúa. Nhớ là hồi đầu năm 1 tây tháng 1 năm 2022
365 ngày trước bà nội đã cầu nguyện cho điều này. Cảm ơn Chúa. Bây giờ chúng ta sẽ hát bài Xuân Yêu Thương, rồi chúng ta sẽ hiệp với lại Thím Nghĩa, sẽ mời Thím Nghĩa cầu nguyện tạ ơn Chúa về phước hạnh mà Chúa đã ban cho Thím Nghĩa ở trong suốt năm 2022 vừa rồi. Chúng ta đang ở ngày cuối cùng của năm 22 và những ước mơ Chúa sẽ ban cho Thím Nghĩa cũng như Hội Thánh Phục Hưng, Hội Thánh Vườn Nho trong năm 2023. Chúa làm nhiều hơn nữa. Chúa cho Hội Thánh Phục Hưng sẽ có quản nhiệm, một quản nhiệm được đầy ơn của Chúa như là lời mà Thím Nghĩa kêu cầu, kêu nài với Chúa. Amen. Cảm ơn Chúa. Thấy các con của mình hầu việc Chúa như là lời làm chứng ước ao đầu năm. Cảm ơn Chúa của chúng ta. Chúng ta hát bài Xuân Yêu Thương quý vị. Xuân yêu thương khắp nơi chứa chan tình xuân, xuân yêu thương mang đến tiếng ca thân bền, xuân yêu thương quên hết những ai đã qua, tương lai tươi sáng đang chờ ta, kỳ vọng năm mới đến, Happy New Year, ta chúc câu an vui, có Giêsu trong cuộc đời ta luôn thỏa vui. Happy New Year, ta chúc xuân yêu thương, chúc hạnh phúc sống dài lâu, dồi dào sức mới trong ơn Chúa. Xuân yêu thương, Chúa ơi chúng con nguyện xin vì một lòng, xin Chúa biết thăm danh Ngài. Xuân yêu thương, hiệp nhất sáng danh Chúa Trời, yêu thương ơn tiếng vời đạt, chọn một năm mới đến, Happy New Year, ta chúc câu an vui, có Giêsu trong cuộc đời ta luôn hoa vui. Happy New Year, ta chúc xuân yêu thương, chúc hạnh phúc sống dài lâu, đời già đừng mới trong ơn Chúa. Xuân yêu thương khắp nơi chứa chan tình xuân, xuân yêu thương mang đến tiếng ca thanh bình, xuân yêu thương quên hết những ngày đã qua, tương lai tươi sáng đang chờ ta, kỳ một năm mới đến, Happy New Year, ta chúc câu an vui, có Giêsu trong cuộc đời ta luôn thỏa vui. Happy New Year, ta chúc xuân yêu thương, chúc hạnh phúc sống dài lâu, đời già sức mới trong ơn Chúa. Xuân yêu thương, Chúa ơi chúng con nguyện xin thì một lòng, xin Chúa viếng thăm dân ngài. Xuân yêu thương, hiệp nhất sáng danh Chúa Trời, yêu thương ơn điển vời bình an, tròn một năm mới đến, Happy New Year, ta chúc câu an vui, có Giêsu trong cuộc đời ta luôn hóa vui. Happy New Year, ta chúc xuân yêu thương, chúc hạnh phúc sống dài lâu, đời giàu sức mới trong ơn Chúa. Happy New Year, ta chúc câu an vui, có Giêsu trong cuộc đời ta luôn hóa vui. Happy New Year, ta chúc xuân yêu thương, chúc hạnh phúc sống dài lâu, đời giàu sức mới trong ơn Chúa. Chúc hạnh phúc sống dài lâu, dồi dào sức mới trong ơn Chúa. Amen. Cảm ơn Chúa. Chúc hạnh phúc sống dài lâu, dồi dào sức mới trong ơn Chúa. Bây giờ chúng ta cùng hiệp một với Thím Nghĩa và kính mời Thím Nghĩa cầu nguyện. Cảm ơn Chúa về 365 ngày Chúa có ban ơn cho vọng canh của chúng ta, ban phước cho mỗi đời sống của chúng ta trong những ngày qua và hướng về tương lai. Đức Chúa Trời tiếp tục làm ơn và chúc phước cho Hội Thánh, mỗi đời sống chúng ta và vọng canh cũng như là gia đình của mỗi quý vị. Vâng, xin mời Thím Nghĩa cầu nguyện ạ. Con xin dâng lời cảm tạ Chúa ban cho chúng con một năm vừa qua thật là phước hạnh. Chúa có dũ nghe và có Chúa có thăm viếng vọng canh của chúng con. Hallelujah. Con cảm tạ Đức Chúa Trời Ba Ngôi là cha từ cảm ơn Chúa. Chúa yêu thương của chúng con. Cảm ơn Chúa có tiếp tục sử dụng vọng canh của chúng con trong
hơn 4 năm qua được sự thăm viếng đặc biệt của Chúa. Chúa cảm tạ Chúa đưa mục sư Văn Đông về Arizona. Amen. Gia đình ông cũng như mở giọng canh này để chúng con có cơ hội học hỏi và để cầu nguyện. Giọng canh chúng con dâng lên những nan đề mà Chúa có trả lời trên 150 nan đề mà Chúa. Chúng con dâng lên Chúa đã trả lời. Con cảm ơn Chúa thật nhiều. Xin Chúa cứ tiếp tục thăm viếng giọng canh của chúng con và dũ nghe những lời cầu nguyện của chúng con, những nan đề khó khăn. Con cảm ơn Chúa thật nhiều. Con không có xin Chúa cho chúng con ra khỏi cái những khó khăn qua trũng bóng chết, nhưng khi chúng con đi qua trũng bóng chết, nguyện Chúa đi cùng và cho giúp đỡ chúng con mau thoát khỏi trũng bóng chết, những trũng khó khăn mà chúng con bị vướng bận, vì đó là những thử thách mà Chúa cho chúng con. Xin Chúa đi cùng để chúng con sớm qua khỏi những khó khăn, những trở ngại những năm qua. Con cảm ơn Chúa thật nhiều. Giờ này con cũng cầu xin Chúa Ngài thăm viếng tất cả con dân Chúa ở trên hoàng vũ này, nơi nào có mở cửa để đón mời Chúa, nơi nào có đôi ba người nhóm lại để cầu thai, cầu sinh, thì xin Chúa ở giữa chúng con và dũ nghe, cũng như mở đường cho chúng con sớm ra khỏi khó khăn, bệnh tật. Con cảm ơn Chúa thật nhiều. Con cầu nguyện Chúa Ngài cũng tiếp tục sử dụng ông bà anh chị em chúng con, những nơi nào có mở giọng canh thì xin Chúa thăm viếng và chữa lành những vết thương lòng, những vết khó khăn cho tất cả con dân Chúa ra khỏi tù tội tổn thương, để chúng con có cơ hội ăn năn mà tìm kiếm Chúa và dạy dỗ chúng con, cho chúng con Chúa Giêsu Christ là mỗi buổi sáng thì cũng đến những nơi cao, những nơi vắng vẻ để cầu thai cho dân sự của Ngài. Thì chúng con là ai mà chúng con không có học theo gương của cha mình để mà cầu thai. Xin Chúa cho mỗi lòng chúng con, cho những lãnh đạo của chúng con cũng có cơ hội ăn năn để quay đầu về nhà Chúa mà tìm kiếm Ngài, dạy dỗ dân sự của họ, để cho có cơ hội để biết tìm kiếm Chúa và biết cầu nguyện mỗi buổi sáng tươi mới trong ơn Chúa ban cho. Con cảm ơn Chúa thật nhiều. Chúa ơi, chúng như lời bà nội cầu nguyện, chúng con ra khỏi Chúa thì chúng con chẳng làm được việc gì. Xin Chúa cho những nhành nho phải luôn liên kết với gốc nho để nhận sự sống mới trong Chúa. Con cảm ơn Chúa thật nhiều. Giờ này con cũng cầu nguyện cho tất cả ông bà anh chị em chúng con. Trước tiên con cầu nguyện cho những người lớn tuổi, nguyện Chúa cũng thăm viếng và chữa lành những bệnh hoạn của tuổi già, đau nhức khớp xương, khó khăn trong đi đứng. Giờ này con cũng cầu xin Chúa Ngài thăm viếng chữa lành, giúp đỡ để chúng con mỗi ngày đều có sức khỏe từ thiên thượng ban cho, để chúng con có cơ hội phục vụ nhà Chúa. Chúng con không đi ra khỏi nơi nhà mình được, thì xin Chúa cũng dạy dỗ cho mỗi người chúng con có ơn cầu nguyện để tiếp tục cầu nguyện với Chúa, ban phước cho hội thánh của mình, cho gia đình của mình. Dù chúng con là già cả, tuổi tác lớn cao, nhưng xin Chúa cho chúng con trưởng thành như là những con trâu già mà mất đi cái sự không còn để làm việc cho đồng áng nữa, nhưng chúng con chưa có mất trí, thì xin Chúa cũng cho chúng con có cơ hội để tiếp tục cầu nguyện cho gia đình, cho hội thánh, cho đất nước, cho thế gian của loài người chúng con, thế giới này. Con cảm ơn Chúa thật nhiều. Dù con trâu già nó mất canh, nhưng xin Chúa cho những người lớn tuổi trong chúng con được ơn để tiếp tục liên lạc cùng Chúa, cầu nguyện cho tương lai, cho gia đình, cho hội thánh, giọng canh của chúng con nữa. Con cảm ơn Chúa thật nhiều. Xin Amen. Chúa thăm viếng và ban phước cho những người nữ ở trong hội thánh, họ rất là bận rộn. Chúa ơi, con đã qua tuổi đó rồi thì con biết vừa đi làm kiếm cơm tiền gạo áo gạo cho gia đình, con cái, còn phải lo cho việc nhà của Chúa. Xin Chúa thêm sức cho những người nữ trong hội thánh Chúa khắp nơi, cho họ nhờ sức Chúa ban cho họ làm được mọi sự và giúp đỡ để họ có cơ hội
học hỏi cầu nguyện, học hỏi để mà cầu thay cho gia đình, cho hội thánh nữa. Xin Chúa tiếp tục sử dụng và dạy dỗ những người nữ yêu Chúa nhiều, hầu việc tốt. Thì xin Chúa trợ lực thêm sức, thêm ơn, thêm sự bình an như Thúy Di. Cũng Amen. Yêu mến của gia đình này rất là trung tín. Chúa, Chúa ơi, giờ Amen. Này con cầu nguyện đặc biệt cho Thúy Di. Amen. Dư và Rafa đấng chữa lành bệnh tật. Amen. Ngài tội dựng chúng con từ lòng mẹ. Ngài biết rõ từ cơ phận của chúng con, từ tế bào của chúng con. Amen. Cảm ơn giờ này con cầu nguyện. Dư và Rafa, Ngài thăm viếng Thúy Di. Amen. Và lấy ra hết những Amen. Cơ phận hư xấu, những tế bào hư xấu. Amen. Amen. Và chăm cho Thúy Di những cơ phận mới mà Chúa ban cho, thay đổi hết những bộ phận nào hư xấu ra khỏi Thúy Di và cho Thúy Di được khỏe mạnh, bình an, những cơ phận mới để cho Thúy Di khỏe mạnh về tiếp tục để mà phục vụ hầu việc Chúa, lo cho gia đình, cho con cái của nó nữa. Xin Chúa Ngài thương xót gia đình này và giúp đỡ mọi đường mọi sự tốt lành theo thánh ý chỉ của Chúa. Con cảm ơn Chúa thật là nhiều. Con cũng cầu nguyện cho dung cầu nguyện của chúng con nói riêng và tất cả con dân Chúa, những người bệnh hoạn yếu đau trong năm nay, nguyện Chúa Ngài thay đổi và sửa chữa trị hết cho mọi người chúng con, để chúng con có sức khỏe, có sự bình an từ tâm hồn đến thể xác. Chúng con có cơ hội để cầu thay cho dân sự của Chúa, những người được Chúa chữa lành là những nhân sự sống và những người nhân chứng sống cho Chúa. Cảm ơn Chúa. Họ có cơ hội để làm nhân chứng của Chúa trong những ngày sắp tới. Con cảm ơn Chúa thật nhiều. Con cũng cầu nguyện Chúa Ngài tiếp tục thăm viếng và ban phước cho thế giới loài người chúng con ra khỏi sự tối tăm. Nguyện Chúa cũng thăm viếng phòng cầu nguyện Zoom này. Xin Chúa cho thêm nhân lực, cho thêm nhiều linh hồn mới về nhà Chúa và có cơ hội ăn năn và cũng như tiếp tục để hiệp nguyện cùng mục sư Giang Đông trong những ngày sắp tới. Xin Chúa nhân lên gấp bội của năm 2022 này. Phòng cầu nguyện của chúng con có được 10 người, 15 người, nhưng năm tới xin Chúa cho thêm nhân lên gấp bội để chúng con học hỏi thêm và tiếp tục để cầu nguyện. Chúng con có một đoàn quân mạnh mẽ thì chúng con mau chiến thắng ở trong vùng tối tăm này. Nguyện Thánh Linh Ngài thăm viếng và sử dụng mục sư cũng như cái đoàn chiến sĩ cầu nguyện trong Zoom này mỗi ngày được thêm lên mạnh mẽ hơn để chiến đấu cùng mục sư qua những lời cầu nguyện cũng như dâng lên Chúa những nan đề của hội thánh, của tất cả những người đưa lên lời xin cầu nguyện cho họ. Thì con thấy rằng họ có rất là nhiều đức tin để xin Chúa, thì xin Chúa cho họ thỏa lòng để họ biết ơn Chúa mà làm nhân chứng sống cho Chúa trong những tháng ngày tới mới mới này. Con cảm ơn Chúa thật nhiều. Con cũng cảm tạ Chúa cho con có sức khỏe, cảm tạ Chúa cho bà nội có sức khỏe, bình an và được tiếp tục để sống. Chúng con còn sống ngày nào thì xin Chúa sử dụng chúng con, tiếp tục sử dụng chúng con trong những ngày sắp tới, cho chúng con được Chúa dùng qua từ nay cho tới ngày chúng con được gặp mặt Chúa. Xin tiếp tục sử dụng những hậu tử của chúng con, những người trẻ tuổi sau này. Xin Chúa tiếp tục sử dụng chúng con, cho chúng con tiếp tục để học hỏi và lớn lên, để thờ phượng Chúa và làm những công việc mà Chúa ban cho. Chúa ban phước cho những lời cầu nguyện, những sự hy sinh của mục sư, thì xin Chúa cũng trả công cho ông gấp bội trong những ngày sắp tới, cho ông được thỏa lòng. Và cũng con cũng tiếp tục cầu nguyện cho như lời bà nội cầu nguyện là xin Chúa mở rộng phòng nhóm và có thể là cho hội thánh có cơ hội để thành lập hội thánh riêng để chúng con tự do mọi về giờ giấc để đến thờ phượng Chúa trong những năm tới này. Con cảm ơn Chúa thật nhiều. Con xin
Nhờ Chúa tiếp tục thăm viếng và ban phước cho phòng cầu nguyện của chúng con tiếp tục trong trong năm mới. Xin Chúa sử dụng chúng con, đại dụng chúng con, tận dụng chúng con trong công việc truyền bá phúc âm và đem người về cùng Chúa. Con cảm ơn Chúa thật nhiều. Con xin dâng tấm lòng của phòng cầu nguyện chúng con lên cho Chúa, tấm lòng của mục sư Giang Đông cho Chúa. Nguyện Chúa Ngài cho ông thỏa lòng và phòng cầu nguyện chúng con có cớ để chúng con làm nhân chứng sống cho Chúa. Amen. Cảm ơn Chúa. Con cảm ơn Chúa thật nhiều. Con thành tâm hiệp nguyện dâng lên Chúa những điều này. Xin Chúa Ngài thăm viếng, an ủi. Con cảm tạ Chúa có dũ nghe lời cầu nguyện của xung chúng con. Con thành kính cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Cảm ơn Chúa. Cảm ơn lời cầu nguyện của Thím Nghĩa. Và trang ghi cuối Thím Nghĩa cầu nguyện thì ở trong cái meeting chat của vọng canh của chúng ta thì có những cái lời amen với Thím Nghĩa và với bà nội Hallelujah nữa. Hồi nãy bà nội Hallelujah cầu nguyện thì cũng có lời cảm ơn của Thí Vi khi mà cầu nguyện cho Thí Vi. Mới đây thì Thím Nghĩa cầu nguyện thì Thí Vi ghi là amen, con cảm ơn Thím Nghĩa. Còn Mai Trinh thì nhắn là amen, nguyện Chúa chữa lành Thí Vi bởi lần đòn của Chúa mà của Ngài mà Thúy Vi được được hoàn toàn bình phục. Cảm ơn Chúa. Vâng, đó là những cái lời hiệp một mà chúng ta cầu nguyện và tin chắc rằng Đức Chúa Trời sẽ ban phước cho chúng ta thật nhiều. Xuân Phương có Amen. Những điều gì Phi Xuân Phương muốn làm chứng thì Xuân Phương làm chứng nha. Bây giờ trước khi Xuân Phương nói kể về phước hạnh thì chúng ta sẽ nghe Mai Trinh và anh Sơn. Sáng sớm hôm nay anh Sơn chắc là cuối năm với lại thứ bảy nữa, anh Sơn có điều gì và Mai Trinh có điều chi cảm tạ Chúa về hành trình trong một năm qua Chúa có ban ơn cho gia đình của mình. Thì ba giờ này thì xin phép đọc lại trước khi mà anh Sơn với Mai Trinh làm chứng phước hạnh thì xin phép đọc lại cái điều mà đầu năm hai vợ chồng có cái sự mơ ước. Đây số 1 và số 2 luôn, đứng đầu hàng luôn quý vị, đứng đầu trang luôn quý vị. Mai Trinh, anh Sơn và Mai Trinh sâu nhiệm hơn trong lời Chúa, hai vợ chồng luôn cùng suy gẫm và xin Chúa luôn dẫn dắt. Đó, thì cái này nhắc lại từ đầu năm mình cầu nguyện với Chúa, mình ao ước đã được vọng canh ghi lại trong nhật ký cầu nguyện. Thì không biết là hai vợ chồng có nhớ không, nhưng mà Chúa nhớ. Sáng hôm nay thì chúng ta ôn lại để chúng ta cảm tạ Chúa nếu như trong suốt một năm qua Chúa có ban ơn và làm thành thì chúng ta thêm lời cảm tạ Chúa. Nếu mà Chúa thấy Chúa trả lời thì vẫn chờ đợi cho năm 2023 thì Chúa làm nhiều hơn, hoặc là Chúa sẽ hoàn thành cái điều mà lòng chúng ta mong ước và chờ đợi Chúa. Về cái số 2 là chính đời sống của Mai Trinh là cầu thay cho Hadi được gặp Chúa, đi nhà thờ trong campus, kiên ăn cầu nguyện trong 21 ngày đầu năm và gặp Chúa cách tươi mới. Cái phần 2 này thì thấy có xảy ra cho Mai Trinh. Chị em chúng ta đã cầu nguyện kiên ăn tìm kiếm Chúa 21 ngày trong tháng 1 của năm 2022. Đây là nhật ký ghi lại. Tạ Chúa thấy đời sống Mai Trinh tăng trưởng và lớn lên trong Chúa, trưởng thành rất là rõ. Nếu mà so lại với đầu năm, năm thứ nhất của cái phòng cầu nguyện là 2018 thì chúng ta thấy bây giờ là Mai Trinh là coi như một chim đại bàng rồi quý vị. Cảm ơn Chúa, cất cánh bay cao như chim ưng rồi, không còn những ngày đầu khập khiễng nữa. Và chúng ta thấy những người anh chị em vào vọng canh cũng tương tự như vậy. Chỉ có những người rớt giữa chừng và không có tiếp tục theo Chúa nữa thì họ mất bóng luôn, không thấy luôn quý vị. Chúng ta biết một số anh chị em đó và chúng ta sẽ nhớ để cầu thay cho, thật là thương cho các anh chị em không thể theo được tiếp theo, hoặc là cầu nguyện on off thì cũng chưa có được một cái sự phát triển. Có những người thì vào thì cầu nguyện rất là mạnh mẽ cho đến ngày hôm nay, như trường hợp điển hình như Mai Trinh, nhưng mà có những quý anh chị em của chúng ta thì vẫn còn ngại ngùng, chưa có thật sự thay đổi, thì chúng ta cũng cầu nguyện cầu thay cho để có một sự tiến triển, một cái sự phát triển tốt hơn trong năm 2023. Thì giờ này chúng ta sẽ nghe lời cầu nguyện, lời tâm tình của Mai Trinh và anh Sơn. Xin mời Mai Trinh. Cảm ơn chào mục sư, chào bà nội, chào Thím Nghĩa, chào chị Diễm, chào Xuân Phương, Thúy Vi, Thiên An. Cảm ơn Chúa là
chúng em được Chúa yêu thương gìn giữ trong một năm qua. Và xin Chúa cho năm mới tiếp tục ở trong cái sự tìm kiếm Chúa, vẫn trung tín, vẫn khao khát Chúa nhiều hơn. Và điều mà em hiện giờ là em hứa nguyện là năm nay tụi em sẽ đi thăm trở lại, tại vì mắc cái mối tương giao là với những người cao tuổi, là sẽ đi thăm những người những cái mối thông công trở lại cho năm tới. Và cảm ơn Chúa là thật sự Chúa cho mình sâu nhiệm ở trong Chúa, là mình được Chúa gìn giữ trong suốt một năm qua, dù có những lúc mình đi trong đồng vắng, có những đi trong chủng, giống như lời của thím Nghĩa cầu nguyện cũng như sáng nay, là thật sự có những lúc mình cũng Chúa cho mình đi trong chủng hoặc là mình đi ở trong đồng vắng để mình kinh nghiệm Chúa, bởi vì để mình biết là mình vẫn Chúa vẫn gìn giữ và Chúa vẫn bảo vệ mình. Thật sự mà nói thì ơn phước Chúa ở trên đời sống của mình Chúa ban rất là nhiều, nhưng mà tại vì nhiều khi mình không để ý, mình không nhìn thấy được điều đó, thì cảm ơn Chúa. Chúa luôn luôn đồng hành và Chúa luôn luôn ở cùng dẫn dắt mình dù ở trong mọi hoàn cảnh nào, và Chúa cũng gìn giữ mình khỏi những cái bẫy, những cái cám dỗ nữa. Em cảm ơn Chúa, thật là ơn phước Chúa. Còn cái cầu thai cho Hadi thì tuy rằng Chúa chưa có trả lời là Hadi đi nhà thờ trở lại khao khát Chúa, nhưng mà cảm ơn Chúa thì cháu cũng nhìn thấy là ngoan hơn và biết yêu, giống như cái mối thông công là cha mẹ, yêu thương cha mẹ nhiều hơn, về giúp đỡ ba mẹ mình để ở trong những ngày cuối năm là được nghỉ 3 tuần, thì Hadi cũng về phụ với ba để làm những cái công việc ở trong nhà và gần gũi với cha mẹ. Thì cảm ơn Chúa về điều đó, Chúa cũng trả lời, tuy rằng Chúa thời điểm là của Chúa là Chúa sẽ cho Hadi trở lại, và em hy vọng là trong 2023 này Chúa sẽ mang Hadi trở lại ở trong sự tìm kiếm Chúa, thờ phượng Chúa. Xin Chúa cho Hadi gặp gỡ một cách cá nhân hơn. Dạ. Amen. Cảm ơn Chúa. Vâng, thì chúc mừng Mai Trinh đã kể ra những phước hạnh mà Chúa làm như gần như là hoàn hảo cho gia đình của Mai Trinh và đời sống Mai Trinh nói riêng. Bây giờ thì Mai Trinh cầu nguyện, chúng ta đang kể lại nhật ký hành trình của chúng ta ở trong suốt 365 ngày qua. Hôm nay là ngày mà chúng ta sẽ chia tay với năm cũ. Chúng ta không vĩnh biệt năm cũ đâu, không có dễ vĩnh biệt đâu quý vị. Bởi vì chúng ta chỉ chia tay thôi. Tại sao chúng ta chia tay? Bởi vì chúng ta sẽ đối diện với Chúa, và năm 2022 sẽ hiện ra trước mặt chúng ta, ở trước cái tòa, trước, không phải là chúng ta bị đoán xét, nhưng chúng ta sẽ đến trước Chúa để Ngài chiếu lại tất cả những cái hành trình cuộc đời của chúng ta, đặc biệt là năm 2022 này. Chúng ta đã làm gì? Chúng ta đã trung tín thế nào? Chúng ta đã ao ước gì cho công việc Chúa? Cho nên chúng ta nói chúng ta tạm biệt thôi, chia tay thôi, chứ chúng ta không cắt đứt hoàn toàn đâu, bởi vì chúng ta sẽ còn đối diện với nó khi chúng ta đến trước Chúa, và Chúa sẽ thưởng cho chúng ta tùy theo những việc chúng ta làm. Thì sáng hôm nay trong cái phần này là cái phần mà chúng ta ở trong cái nhật ký cầu nguyện cách đây đúng 365 ngày, ngày 1 tây tháng 1 năm 2022, chúng ta đã cầu xin Chúa và đã được ghi xuống rõ ràng để mà chúng ta hôm nay chúng ta ôn lại coi Chúa đã làm gì cho mình để mình cảm tạ Chúa. Và chuẩn bị nha quý vị, ngày 2 tây tháng 1 năm 2023 vào thứ hai sáng, chúng ta sẽ ở trong vọng canh, và đầu năm chúng ta sẽ làm chứng phước hạnh của Chúa. Dĩ nhiên là chúng ta làm chứng nhưng mà cái phần chính của chúng ta đó là hãy nói lên ước nguyện của mình, và nó sẽ được ghi xuống trong nhật ký, để rồi cuối năm 2023, 365 ngày, chúng ta lại có cái ngày như buổi sáng hôm nay, ôm lại, xem lại những gì Chúa đã làm để thêm lời cảm tạ Chúa, những gì Chúa đang làm, hay là Chúa theo cái thời giờ của Chúa mà chúng ta chưa nhận được, thì chúng ta vẫn tiếp tục cầu nguyện cho những vấn đề đó cho đến khi nó xảy ra trong chương trình và ý muốn của Đức Chúa Trời, ước ao của chúng ta nữa. Bây giờ thì xin mời Mai Trinh hãy cầu nguyện tạ ơn Chúa về một năm 365 ngày mà trong cái hành trình mà Mai Trinh và anh Sơn, Hadi đã đi được phước như thế nào,
Chúa có làm những gì cho đời sống chúng ta. Thêm lời cảm tạ Chúa về điều đó và cầu nguyện cho vọng canh của chúng ta. Và như đã tiêu chí ban đầu, tôi đã khích lệ quý vị rằng chúng ta vào đây thì chúng ta bền đổ. Cảm ơn Chúa năm nay chúng ta có thêm Tuyết Hương bền đổ, có thêm Lý Xuân Phương và anh Nhân Hậu là những người bền đổ. Và chúng ta cũng có những người như là học trò của tôi là Thanh Sang. Em đã vào và bận rộn công việc và em không còn tiếp tục trong những ngày qua. Thì tôi cũng có những lúc tôi động viên, nhưng mà em cũng không có... Có những người đậu, có những người chưa đậu, và có những người bỏ cuộc giữa chừng và không bị lý do nào đó không tiếp tục theo đuổi. Thì chúng ta vẫn nhớ đến họ và cầu thay để vọng canh sẽ có những chiến sĩ bền đổ để cầu nguyện, để đốt cái ngọn lửa mà chúng ta đã kết ước với Chúa từ ban đầu đó quý vị. Chúng ta kết ước với Chúa là lửa hằng cháy luôn, thì chúng ta giữ cái lửa đó cho đến ngày Chúa Giêsu trở lại. Và những người vào vọng canh của chúng ta đó, cái mơ ước của tôi đó là những người mà sẽ bền đổ. Không cần quý vị phải có mặt liên tục mỗi ngày chừng 10 phút 15 phút, hoặc là chúng ta một tuần vài lần, nhưng mà chúng ta sẽ giữ cái lửa đó, cái nhiệt huyết đó với vọng canh, chứ không phải đến vọng canh để chỉ để tham quan, để coi những người này làm cái gì. Có những người vào rồi không bao giờ vào nữa, thì những cái đó không phải là tiêu chí của vọng canh. Cho nên chúng ta cầu nguyện cho vọng canh, cầu nguyện là những người tế lễ, những thầy Lê Vi, những thầy tế lễ chuyên cần, dạ, chuyên cần cho công việc của Chúa, trung tín trong sự kêu gọi của Chúa, để chúng ta tìm kiếm Chúa, giữ lửa của Chúa hàng cháy luôn, là như vậy. Bây giờ chúng ta cùng hiệp một với lại Mai Trinh. Xin mời Mai Trinh cầu nguyện. Amen. Amen. Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha yêu thương của chúng con, Ngài Đức Chúa Trời toàn năng, Ngài đáng chí cao, chí thánh của chúng con. Chúa ơi, chúng con cảm ơn Chúa, chúng con biết ơn Ngài vì Chúa luôn luôn ở cùng đồng hành với chúng con. Chúa ơi, chúng con cảm ơn Chúa thật nhiều, bởi chúng con không thể đếm hết những ơn phước của Chúa. Chúng con biết rằng Chúa ban, Chúa lời Chúa hứa là Ngài ban sự sống và sự sáng duy nhất cho chúng con. Ngài đổ những ơn phước, những cái điều từ ở trên trời ban cho chúng con sự sống. Chúng con cảm ơn Chúa thật nhiều. Chúa ơi, chúng con cảm ơn Chúa vì Chúa yêu thương chúng con, yêu thương gia đình chúng con, yêu thương con cái của chúng con. Chúa gìn giữ chúng con một năm qua ở trong ơn phước của Chúa. Chúa ơi, chúng con biết rằng Chúa nói rằng chúng con sẽ có hoạn nạn trong thế gian, nhưng chúng con hãy vững lòng bền chí, bởi vì Chúa đã đắc thắng thế gian rồi. Và Chúa nói là Chúa ban cho chúng con sự bình an của Chúa chẳng như thế gian, lòng chúng con không bối rối và không sợ hãi. Chúng con cảm ơn Chúa thật nhiều, bởi vì chính lời của Chúa dẫn dắt chúng con, lời của Chúa thêm lên cho chúng con sự sống và thêm lên cho chúng con cái tinh thần mạnh mẽ. Chúng con cảm ơn Chúa. Và Chúa ơi, chúng con biết rằng Chúa nói là chúng con hãy vui mừng trong sự trông cậy nhịn nhục, trong sự hoạn nạn bền lòng mà cầu nguyện, bởi sự bền lòng của chúng con, sự bền đổ của chúng con, sự trung tín của chúng con mà được Chúa thêm sức cho chúng con. Chúa ơi, chúng con cảm ơn Chúa, chúng con biết ơn Ngài vô cùng, bởi vì chúng con biết rằng chỉ có ở trong Chúa chúng con mới có sự bình an thật, bởi vì Chúa, chúng con nương cậy ở trong Chúa, chúng con nhờ cậy ở trong Chúa. Chúa nói là chúng con nhờ cậy ở trong Chúa, chúng con để tâm trí mình nơi Chúa thì Ngài giữ chúng con ở trong sự bình an trọn vẹn. Chúng con cảm ơn Chúa thật nhiều. Chúa ơi, chúng con cảm ơn Chúa vì Chúa yêu thương chúng con, Chúa gìn giữ chúng con một năm qua đầy ơn phước của Chúa. Chúa ơi, chúng con cũng tiếp tục cầu nguyện chúc phước cho nơi vọng canh của chúng con. Chúa ơi, một năm qua Chúa cho chúng con có rất là nhiều những ơn phước, và chúng con không thể nào đếm hết những ơn phước mà Chúa ban cho chúng con. Nguyện Chúa cho chúng con, cho phòng cầu nguyện của chúng con, cho mỗi gia đình của chúng con, cho những anh chị em của chúng con tiếp tục ở trong sự tìm kiếm Chúa, khao khát lời của Chúa, để rồi chúng con biết rằng Chúa gìn giữ chúng con một đầy ơn phước của Chúa. Và Chúa ơi, chúng con cảm ơn Chúa bởi vì Chúa cho chúng con được sâu nhiệm ở trong lời của Chúa. Amen. Được yêu mến lời của Chúa, học hỏi lời của Chúa, và được Chúa giúp đỡ để thay đổi
mỗi đời sống của chúng con mỗi ngày, bởi vì Chúa nói Ngài thì chúng con được vào Chúa coi chúng con là con cái của Ngài thì chúng con phải được biến đổi, chúng con phải biến đổi mỗi ngày, và Chúa đã giúp cho chúng con thoát khỏi những cách ăn ở ngày trước mà thoát lớp người cũ là người hư hỏng bị tư dục dỗ dành mà làm nên mới trong tâm trí của chúng con mỗi ngày. Chúng con cảm ơn Chúa thật nhiều, và Chúa ơi, chúng con cảm ơn Chúa vì một năm qua được ơn phước của Chúa, và một năm mới này chúng con sẽ những sự cũ sẽ qua đi, những này mọi sự sẽ trở nên mới, năm mới chúng con sẽ có những công việc mới và làm những điều mới hơn nữa trong Chúa nữa. Chúng con cảm ơn Chúa thật nhiều, và chúng con cũng tiếp tục trung tín ở trong vọng canh trong đồng lễ này, để chúng con cầu nguyện chúc phước cho tất cả anh chị em của chúng con, nguyện Chúa chúc phước cho chúng con ở trong năm mới, cho chúng con có sự bền độ trung tín và kiên trì ở trong sự dạn dĩ và can đảm hơn nữa ở trong sự tìm kiếm Chúa. Chúng con cảm ơn Chúa thật nhiều. Và Chúa ơi, chúng con cầu nguyện chúc phước cho phòng cầu nguyện Arizona đã trung tín, đã bền đổ ở trong sự tìm kiếm Chúa. Xin Chúa cũng tiếp tục ban ơn phước cho mục sư Đông, nguyện Chúa ở cùng mục sư, ban cho mục sư có một cái sự bền bỉ và cái sự trung tín. Nguyện Chúa thêm sức cho mục sư ông trong cậy nơi Chúa thì giống như cây trồng bên dòng nước xanh bông trái theo dòng nước chảy. Nguyện tất cả những cái công việc ông ao ước sẽ được hoàn thành nữa. Chúng con cảm ơn Chúa. Chúng con cầu nguyện chúc phước cho bà nội. Hallelujah. Chúa ơi, chúng con cảm ơn Chúa vì chúng con thấy tuổi bà cao nhưng mà bà vẫn trung tín, dù ở trong bệnh tật, dù ở trong khó khăn, dù ở trong hoàn cảnh nào thì bà vẫn trung tín ở trong sự tìm kiếm Chúa, hết lòng cho công việc. Chúa cầu nguyện cho con cái, cầu thai cho con cháu của mình cũng như tất cả những người mà bà biết, bà không quên một người nào. Chúa ơi, chúng con cảm ơn Chúa cho bà trí nhớ thật là ơn phước của Chúa ở trong sự tìm kiếm Chúa. Chúng con cảm ơn Chúa. Xin Chúa cho thêm sức cho bà nội, bổ sức lại cho bà để rồi bà tiếp tục ở trong sự tìm kiếm Chúa. Chúa ơi, chúng con cầu nguyện cho Thím Nghĩa, nguyện Chúa cũng ở cùng Thím và ban phước cho Thím và cho Thím được những cái điều mà lòng của Thím ao ước rằng Thím được đi truyền giáo. Và chúng con cảm ơn Chúa vì Chúa đã làm thành những ước nguyện của Thím. Nguyện Chúa cũng cho Thím trong năm tới này sẽ có những cái ước muốn, những cái mong muốn, các những cái khát khao được Chúa cho hoàn thành nữa. Chúng con cảm ơn Chúa thật nhiều. Chúng con cầu nguyện chúc phước cho Thúy Vi, Thiên Ân cũng ở chung phòng cầu nguyện với chúng con những năm tháng qua. Và Chúa ơi, chúng con cầu nguyện xin Chúa thêm sức ban ơn, đầy ơn trên Thúy Vi cũng như Thiên Ân, và cho Thiên Ân cũng có ơn để mà cầu nguyện ở trong sự chữa lành. Chúa ơi, chúng con cầu nguyện xin Chúa đầy ơn trên Thiên Ân để rồi khi em đi tới đâu làm gì và ở trong sự cầu nguyện cho những ai thì đều được lành. Và Chúa ơi, giờ này chúng con cũng nhớ đến Thi Vi, xin Chúa cũng thêm sức cho Thi Vi, ban ơn cho Thi Vi và xin Chúa chữa lành cho Thi Vi hoàn toàn bình phục, và để rồi chiều nay chị em của chúng con sẽ ở trong cái sự thờ phượng Chúa được nhảy hát vui mừng ở trong Chúa nữa. Chúng con cảm ơn Chúa thật nhiều. Chúng con cầu nguyện chúc phước cho Tuyết Hương. Chúa ơi, chúng con cảm ơn Chúa vì chị em của chúng con đã được Chúa thăm viếng, được Chúa thay đổi, được Chúa chữa lành và tất cả những ơn phước, và chúng con thấy rằng những cái tâm tình của Tuyết Hương, chúng con rất là yêu thương với nhau, và chúng con xin Chúa tiếp tục ban ơn trên TV và đầy ơn, và cho xin Chúa chiếu sáng mặt Ngài trên TV để rồi ai nhìn thấy Tuyết Hương cũng thấy được sự bình an ở trên tấm lòng và tâm trí của Tuyết Hương. Chúng con cầu nguyện Chúa thêm lên cho người chị em của chúng con ở trong sự tìm kiếm Chúa, cầu nguyện với Chúa và là làm chứng về Chúa, những ơn phước của Chúa trên đời sống của người chị em của chúng con nữa. Chúng con cảm ơn Chúa thật nhiều. Chúng con cầu nguyện chúc phước cho anh Nhân Hậu và chị Phương cũng được đầy ơn của Chúa. Và Chúa ơi, chúng con cầu nguyện cho anh chị luôn luôn có sự bền đổ trung tín ở trong sự tìm kiếm Chúa, và chúng con cầu nguyện chúc phước cho anh chị cũng có được những cái công việc làm, và chúng con cầu nguyện cho chị được Chúa
chúc phước ở trong tất cả những cái công việc làm bánh của chị, cũng như là được nhiều khách hàng, được ơn trước mặt khách hàng, và năm mới này chị sẽ có một cái cơ sở để mà chị làm, và những gì mà lòng chị ao ước thì được thành nữa. Chúng con cảm ơn Chúa thật nhiều, và Chúa ơi, chúng con cầu nguyện chúc phước để rồi năm mới này, năm một năm sẽ được Chúa sức dầu đầy ơn trên chúng con, để rồi chúng con biết rằng chúng con được ở trong Chúa, chúng con được phước ở trong Ngài. Chúa ơi, xin Chúa gìn giữ chúng con, xin Chúa cho chúng con biết đếm các ngày học, cho chúng con được lòng khôn ngoan. Xin Chúa dạy cho chúng con con đường chúng con phải đi, nguyện Chúa chỉ dẫn cho chúng con thấy những cái ơn phước, những cái điều mà Chúa cần dạy dỗ cho chúng con. Nguyện sự bình an của Chúa luôn luôn đeo đuổi chúng con, nguyện tình yêu của Chúa đầy dẫy trên chúng con. Amen. Nguyện Amen. Lời của Chúa luôn luôn cai trị trong tâm trí, trong tấm lòng, trên môi miệng của chúng con, để rồi khi chúng con gặp những cái đầm cảnh nào thì Chúa ơi, nguyện lời của Chúa nhắc nhở chúng con, lời của Chúa cáo trách chúng con, lời của Chúa dẫn dắt chúng con, dạy dỗ chúng con, để rồi chúng con bước theo ở trong lời của Chúa. Xin Chúa ban ơn trên chúng con, cho môi miệng của chúng con là người được Chúa dạy dỗ, ban cho tâm trí của chúng con luôn luôn hướng về Chúa, ban cho tấm lòng của chúng con luôn luôn có sự khiêm nhường mềm mại trước Chúa cũng như những người xung quanh nữa. Chúng con cảm ơn Chúa thật nhiều. Chúa ơi, chúng con cầu nguyện trên Chúa ban cho chúng con những ơn phước, những cái điều mà lòng chúng con ao ước rằng con cái của chúng con sẽ được trở lại nhà của Chúa. Chúa ơi, để rồi cô chúng con biết rằng những cái điều mà chúng con cầu xin là phải lẽ thì chúng con biết rằng chúng con tin chắc rằng chúng con sẽ nhận được, bởi vì chúng con biết rằng Chúa nói, lời Chúa hứa là Chúa sẽ ban phước cho chúng con và cho dòng dõi chúng con, cho hậu tự chúng con. Chúa đặt lời ở trên môi miệng chúng con thì chúng con cũng như con cháu trên dòng dõi của chúng con nữa. Chúng con cảm ơn Chúa thật nhiều. Amen. Chúa ơi, chúng con cầu nguyện xin Chúa ban cho chúng con tâm trí của Chúa, mà chúng con buộc tâm trí của chúng con và tâm trí của Chúa, để rồi chúng con khi chúng con đọc lời của Chúa thì tâm trí của chúng con luôn luôn nhớ và được Chúa dẫn dắt để chúng con làm theo. Chúa ơi, xin Chúa mà năm 2023 này xin Chúa đổi mới chúng con thêm lên giống mỗi ngày giống như Chúa. Amen. Hơn. Chúng con cầu tạ ơn Chúa thật nhiều, và chúng con cầu nguyện để rồi Chúa nói là những gì chúng con buộc ở dưới đất thì buộc ở trên trời. Amen. Những gì chúng con mở ở dưới đất thì mở ở trên trời. Chúa ơi, chúng con cầu nguyện cho mở những cái ơn phước, những phước hạnh ở trên mỗi đời sống của chúng con, để rồi chúng con sẽ bước đi ở trong Chúa, để chúng con có cơ hội để làm chứng nhân cho Chúa cũng như là giúp đỡ những người xung quanh nữa. Chúa Amen. Ơi, chúng con cảm ơn Chúa thật nhiều. Chúng con biết ơn Chúa vô cùng, bởi vì chúng con được ở trong Ngài, chúng con được phước và chúng con thấy được phước hạnh mà Chúa ban cho chúng con. Chúa ơi, con người người bên ngoài thì họ tìm kiếm những cái thế điều của thế gian, nhưng mà xin Chúa cho chúng con luôn luôn tìm kiếm Chúa, đặt Chúa, làm chủ của mỗi cuộc đời của chúng con nữa. Chúng con cảm ơn Chúa, và chúng con dâng hết những lời cầu nguyện cảm tạ Chúa sáng nay lên cho Chúa. Xin Chúa dẫn dắt, xin Chúa ở cùng, và xin Chúa thêm ơn trên chúng con mỗi ngày, để rồi chúng con được ở trong sự tể trị của Thánh Linh Ngài nữa. Chúng con cảm ơn Chúa, và chúng con hiệp lòng ở trong sự cầu nguyện. Nhân danh Đức Chúa Jesus Christ. Amen. Amen. Cảm ơn lời cầu nguyện của Mai Trinh, rất là tha thiết và cảm động. Cảm ơn Chúa, chúng ta tin rằng trước thềm năm mới này chúng ta dâng cho Chúa lời cảm tạ của năm 365 ngày nhật ký vọng canh, được kể lại những ước mơ của chúng ta. Và bây giờ chúng ta dâng lên cho Chúa trước thềm năm mới này những cái lời cảm tạ Chúa và những gì Chúa đã làm, đang làm. Bây giờ thì chúng ta cũng có một cái phước hạnh nữa, đó là trong năm nay chúng ta đã xin Chúa cho chúng ta được phát triển. Thì trước nhất là chúng ta cảm ơn Chúa vì chúng ta trong năm nay chúng ta có một cái mục vụ cầu nguyện chữa lành. Thì cái mục vụ này đã được thiết lập dùng cái Zoom của Vọng Canh để cầu nguyện cho những cái anh chị em ở khắp nơi, ở Mỹ cũng như là Việt Nam và những nơi khác nữa, ngay cả Úc Châu cũng vào để mà cầu nguyện để nhận sự chữa lành. Có nhiều nan đề được chữa lành, nhiều nan đề về bệnh tật đã được Chúa chữa lành một cách diệu kỳ trong năm qua. 150 nan đề mà tôi ghi nhật ký thì nó cũng không có đủ đâu quý vị. Có khi mình quên ghi vô, mà có khi mình bị thiếu sót. Với 150 là phỏng chừng thôi, nó còn nhiều hơn nữa quý vị. Và khi mà đã ghi xuống đó là những vấn đề lớn không à, những vấn đề diệu kỳ mà chúng ta thấy Chúa trả lời, như bệnh tật được chữa lành, rồi những nan đề khác trong gia đình cũng được Chúa trả lời nữa. Gia đình chúng tôi rất là vui vì tháng 3 vừa rồi, khi mà đi dự cái
Chúng ta làm cái chương trình là dưỡng linh cho phụ nữ, thì mở rộng luôn cho cả những quý ông đi đó, thì gia đình chúng tôi có một cái phước hạnh đó là thấy cái sự thay đổi trong đời sống của Sam. Dù cháu được sanh ra trong gia đình yêu mến Chúa, kính sợ Chúa và chúng tôi là trong chức vụ, nhưng mà cháu có cái tâm tính riêng của mình, cho nên trong cái chuyến đi vừa rồi thì cháu thấy thay đổi rất là rõ ràng, và đó cũng là cái lời cảm tạ Chúa trong 365 ngày Amen, chúng ta amen. đã có. Là vui nữa là bà nội Hallelujah đã được thăm chuyến viếng thăm gia đình của chúng tôi và hội thánh trong những ngày Giáng sinh vừa rồi. Amen, cũng vui mừng về điều đó. Và giờ Amen. này thì chúng ta cũng cùng hiệp một với chấp sự thiên ân để chúng ta tạ ơn Chúa về cái mục vụ chữa lành đã được thiết lập trong năm nay. 4 năm kết quả của sự cầu nguyện thì mục vụ chữa lành đã được thành lập, và cầu nguyện trên Zoom cũng như là trên Facebook Messenger thì có những người từ Việt Nam vào để cầu nguyện và được chữa lành. Và đây là một cái phước hạnh mà Chúa đã cho mở rộng bờ cõi. Riêng về tôi đó thì tôi cũng cảm ơn Chúa một điều, đó là cái luận án tiến sĩ của tôi đó đã được pass ngay ngày 23 tháng 12. Là cái ông vị giáo sư mà chấm bài cho tôi thì ông nói rằng đây là một món quà và tôi cũng đoán như vậy. Ngay ngày 23 tháng 12. Như vậy thì là cầu nguyện trong suốt năm qua, và tôi đã hoàn thành cái luận án tiến sĩ mục vụ vào tháng 8 vừa rồi, và cho đến ngày 23 tháng 12 thì đã được thông báo là pass. Thì cảm ơn Chúa về cái tin vui này. Sang năm thì tôi đang chờ đến cái lễ tốt nghiệp, tạ ơn Chúa. Vâng, như vậy thì hành trình đã hoàn thành, và tôi còn có thêm cái lời động viên nữa, và tôi đang suy nghĩ đó là sẽ lên thẳng lên học lên nữa một bậc nữa là PhD, đã lấy về tiến sĩ về thần học, và chúng ta cầu nguyện Chúa cho điều này. Nếu ý Chúa đẹp lòng Chúa thì tôi sẽ tiếp tục đi nữa. Thì cảm ơn Chúa về cái sự ban phước của Chúa trong 365 ngày qua, miệt mài Em cố gắng thì Chúa đã ban phước và có kết quả rồi, cảm ơn Chúa. Rồi vui nữa đó là hội thánh được phát triển. Thì vừa rồi thì tháng 11, đầu tháng 11, cuối tháng 10, đầu tháng 11 thì Chúa cho 19 người tiếp nhận Chúa, tin và tiếp nhận Chúa. Thì cái con số làm cho chúng ta rất là khích lệ, mặc dù 1/3 trong số đó thì đậu và tới đến ngày hôm nay thì vững vững vàng, còn lại 2/3 thì chúng ta cũng biết rằng nó ứng nghiệm với lời truyền của Chúa. Và những cái hạt giống rơi vào 4 loại đất thì chúng ta tiếp tục cầu nguyện cho hội thánh. Chúng ta không dừng lại số 19, nhưng Chúa cho chúng ta trong năm 2023 chúng ta sẽ phát triển nhiều hơn. Chúng ta sẽ nói điều đó nhiều hơn vào trong thứ hai, 2 tây tháng 1 năm 2023 tới đây. Thì bây giờ thì tôi chỉ nói lại cái gọi là cái gì, cái phước hạnh của năm 2022, 365 ngày miệt mài, và chúng ta thấy được Chúa trả lời về phương diện hội thánh. Chúa đã cho hội thánh được mở mang bờ cõi, được sống động, được phát triển. Về mối quan hệ thì Chúa đã chữa lành những tổn thương, cho nên đặc biệt tôi thấy được những ngày cuối năm thì Chúa đưa mục sư Nguyễn Ngọc Tâm, mục sư Bùi Quốc Đạm, các mục sư này từ Việt Nam sang sau cái đại dịch, thì Chúa lại cho hội thánh được nhóm chung lại với nhau, và tôi nghe cái mùi thơm của Đấng Christ đã tỏa ra, và sẽ hướng tới những cái chương trình nhóm chung, truyền giảng chung như Nonstop Worship 2023. Chúa sẽ cho trở lại, và đó là cái phước hạnh của 2022 chúng ta đã cầu nguyện và Chúa đã làm, và vui lắm rồi vì có cái mục vụ chữa lành. Và đi đâu chúng ta cũng giới thiệu, chúng ta cũng sẵn sàng cầu nguyện, nó chuẩn bị cho cái mùa gặt. Vì trong cái mùa gặt truyền giảng lớn thì luôn luôn có những dấu kỳ phép lạ xảy ra. Nếu chúng ta không chú ý và không đón nhận, không chuẩn bị những điều này thì chúng ta chỉ giảng lời Logos thôi, chứ không có giảng lời Rhema. Logos là lời đã được chép và nó không không có quyền năng, không có quyền năng ở trong cái chức vụ. Cho nên chúng ta chỉ công bố lời Logos mà không có quyền năng cặp theo đó thì nó không có thuyết phục được những cái người chưa tin. Cho nên lời Logos được giảng ra thì cũng phải có quyền năng Thánh Linh Chúa cặp theo,
để chữa lành, như là Chúa hứa rằng Ngài sẽ cùng làm việc với các môn đồ. Thì ở đây chúng ta có lời Logos, quyền năng Chúa cập theo, lời Rhema là những lời tiên tri đã đến, đã vận hành để chữa lành, để khích lệ. Đó, thì chúng ta sẽ tận dụng, sẽ nhận lấy những ơn phước đó để phục vụ Chúa trong năm 2023. Và năm 2022 này chúng ta đã nhận những điều đó rồi. Cảm ơn Chúa. Bây giờ thì chúng ta sẽ hiệp một với chấp sự Thiên Ân, mời Thiên Ân cầu nguyện tạ ơn Chúa về những phước lành Chúa đã ban cho năm 2022, những gì tôi cũng vừa mới là kể ra cho quý vị. Amen. Cảm ơn Chúa. Amen. Cảm ơn sự Thiên Ân. Xin mời mở microphone lên cầu nguyện nếu được nha. Dạ, vâng. Dạ, xin mọi người hiệp ý vâng trong lời cầu nguyện. Amen. Lạy Cha Thiên Thượng, chúng con đến với Ngài ngay giờ này trời. Chúng con cảm ơn Chúa vì Đức Chúa Trời chúng con là đấng tốt lành. Ngài đã hy sinh để mua chuộc chúng con và mở cho chúng con một con đường mới trời. Ngài đã dời đời sống chúng con từ vương quốc tối tăm vào nước sáng láng của con, yêu dấu của Ngài, và trong nước đó chúng con nhận được sự cứu rỗi và sự tha tội. Chúng con cảm ơn Chúa vì Cha chúng con luôn luôn tốt lành. Có những lúc trong cuộc sống chúng con nhìn với đôi mắt thường của chúng con thì chúng con có thể thấy những hoàn cảnh, những sự khó khăn, nhưng chúng con biết rằng những điều đó nó sẽ qua đi khi chúng con nhờ cậy Chúa và tin cậy rằng những lời hứa của Chúa ban cho chúng con luôn luôn là tốt lành, và chúng con sẽ kinh nghiệm Chúa nhiều hơn khi chúng con đi với Chúa. Chúng con hướng về Ngài ngay giờ này trời. Chúng con biết rằng Cha chúng con là đấng luôn luôn hiện diện với chúng con, bởi vì một trong đức tính của Ngài, Ngài là Đức Chúa Trời tồn tại, Ngài ở khắp mọi nơi và Ngài ở giữa vòng chúng con. Khi chúng con hiệp lại hai ba người với nhau nhân danh Chúa thì chúng con biết rằng Ngài luôn luôn ở cùng và lắng nghe lời cầu nguyện của chúng con. Và chúng con biết rằng khi lời cầu nguyện của chúng con được Chúa nhậm lời, khi chúng ý muốn của chúng con được ăn khớp với ý muốn của Ngài trời. Amen. Chúng con biết rằng mục đích của Ngài đến thế gian này để cứu chuộc nhân loại và ban cho họ sự cứu rỗi trời, và trong sự cứu rỗi đó có sự chữa lành cho tâm linh, chữa lành cho tâm hồn và chữa lành cho thể xác. Và xin Chúa chúc phước cho mọi một chúng con trong năm mới này Chúa ơi, sắp tới đây. Xin cho mọi một chúng con được ơn của Chúa nhiều hơn trời, cho chúng con kinh nghiệm Chúa nhiều hơn khi chúng con đi với Ngài, và cho chúng con có sự mạnh dạn để cầu nguyện cho bất cứ người nào cần sự chữa lành theo sự cảm động của Chúa trên tấm lòng của chúng con chơi, để tin lành của Chúa được rao giảng ra chơi. Xin cho mỗi một chúng con kinh nghiệm Chúa nhiều hơn trong năm mới này. Chúng con cầu xin Chúa tiếp tục chúc phước trên một vụ cầu nguyện chữa lành, không phải chỉ riêng trong phòng hội thánh Vườn Nho thôi Chúa. Xin cho hội thánh Chúa kinh nghiệm sự chữa lành một cách cá nhân trên đời sống của mình và phục vụ người khác. Chúng con cầu xin Chúa được lan tỏa điều này ra những hội thánh lân cận nữa Chúa ơi. Chúng con là đấng đối xử với người mọi người bằng nhau Chúa ơi. Ngài là Đức Chúa Trời không thiên vị ai hết, và chúng con biết rằng Ngài đã chữa lành người này thì Ngài cũng chữa lành người khác Chúa ơi. Nên chúng con vẫn tin điều đó, vì đó là lẽ thật của Ngài, của lời Ngài Chúa ơi. Chúng con không đi theo Chúa theo kinh nghiệm riêng của mình, chúng con không bày tỏ về Chúa chúng con theo kinh nghiệm của cá nhân của chúng con, bởi vì đời sống chúng con là con người là yếu đuối, là bất toàn, và có những lúc chúng con chưa đến gần Chúa kịp, chưa đủ và chưa có hiểu lẽ thật lời Chúa để làm đúng theo cái đường lối của Ngài để chúng con kinh nghiệm Ngài. Nên xin cho chúng con mỗi ngày kinh nghiệm Chúa một cách cá nhân, một cách mật thiết, một cách sâu xa hơn khi chúng con đi với Ngài trong 2023 này trời, để chúng con có thể nghe tiếng Chúa. Chúng con thấy rằng những người Chúa kêu gọi trong Kinh Thánh hoặc những người được ơn trong hiện tại mà Ngài sử dụng là những người luôn luôn dành thời gian để nghe tiếng Ngài trời. Xin cho chúng con lắng động tấm lòng chúng con, bởi vì trong thế gian hiện tại chúng con đang sinh sống là một cái thế giới rất là bận rộn, có nhiều sự lo lắng, lo âu. Nhưng xin cho chúng con luôn luôn nhờ cậy Chúa để chúng con vượt qua và luôn luôn dành thời gian với Chúa, để chúng con nghe tiếng Ngài như là Ngài đã thường phán với những tổ tiên của chúng con, những người đi trước chúng con, và ngay cả những người hiện tại nữa Chúa ơi. Xin cho chúng con luôn luôn học hỏi và tìm cầu ý Ngài để chúng con học việc Chúa một cách hiệu quả hơn trong những năm sắp tới đây trời. Chúng con cảm ơn Chúa vì đã có hơn 30 người đã kinh nghiệm sự chữa lành Chúa theo về sức khỏe
khác nhau trời hơn 2 năm qua, và chúng con Amen. Tin rằng Chúa sẽ làm những việc lớn hơn trời, bởi vì những gì Amen. Ngài đã bắt đầu làm thì Ngài đã sẽ làm cho trọn. Chúng con biết rằng Ngài luôn luôn yêu mến mọi người và Ngài luôn luôn muốn mọi người được kinh nghiệm sự chữa lành, không phải chỉ cho thể xác, không phải cho tâm hồn và tâm linh nữa. Con biết rằng sự cứu rỗi của Chúa Giêsu Christ luôn luôn là trọn vẹn cho ba phần này, bởi vì khi chúng con bị giới hạn bởi thể xác thì chúng con không thể hầu việc Chúa một cách hiệu quả trời. Nên chúng con cầu xin Chúa cho chúng con hầu việc Chúa hiệu quả hơn trong 2023 sắp tới đây. Chúng con cầu xin Chúa sức dầu ban ơn trên mỗi một chúng con, trên lời ăn tiếng nói, và xin Ngài cho chúng con sâu nhiệm trong lời Chúa, để khi chúng con chia sẻ lời Chúa là lời sẽ giải phóng giải cứu những người cần sự chữa lành, hoặc cần sự giải phóng giải cứu khỏi quyền lực tối tăm, bởi vì chúng con biết rằng ma quỷ là kẻ có thể đem bệnh tật đến trên đời sống của con người, và nếu ma quỷ nó không lìa xa khỏi thể xác của họ thì bệnh tật vẫn còn đó. Nên cho chúng con có sự phân biệt các linh nữa trời, để chúng con nhận biết rằng cầu nguyện như thế nào để đúng theo ý Chúa, và cầu nguyện như thế nào để người khác được giải phóng giải cứu, bởi vì chúng con biết rằng Chúa luôn luôn có câu trả lời cho mọi hoàn cảnh chúng con. Nhưng xin cho chúng con áp dụng đúng theo cái sự phân biệt mà Ngài ban cho chúng con, sự khôn ngoan mà Ngài ban cho chúng con, để chúng con nhận biết lẽ thật và cái hoàn cảnh mà mọi con người đó trong tương lai mà phải đối diện trời. Chúng con cầu xin Chúa dẫn dắt và xin Ngài tiếp tục mở đường cho hội thánh của Chúa, 12 hội thánh ở tiểu bang Arizona chúng con, cho chúng con sự kết hợp lại với nhau, và cho chúng con sẵn lòng để giúp đỡ những ai có nhu cầu cần chữa lành, cần được giải phóng giải cứu, bởi vì chúng con biết rằng ma quỷ là kẻ luôn luôn muốn tìm cách để cướp giết, hủy diệt đời sống của nhân loại, bao gồm ngay cả những cơ đốc nhân, khi mà chúng con không biết là thật lời Chúa. Con đã nghe những mục sư được ơn cầu nguyện chữa lành nói rằng cơ đốc nhân có thể lìa trần gian này sớm hơn theo cái thời gian họ Chúa định cho họ, nếu mà họ không biết tiếp nhận cái sự chữa lành, nếu mà bệnh đó là bệnh rất là nghiêm trọng trên đời sống của họ. Nên sẽ cho chúng con luôn luôn không chỉ nhận ơn phước ân điển của Ngài mà thôi, nhưng cũng nhận ơn phước về sự chữa lành, ơn phước về sự chữa lành cho tâm hồn của chúng con nữa trời. Bởi vì chúng con biết rằng có những bệnh nghiêm trọng, cái mức độ nghiêm trọng của nó có thể gây đến hại tới sức khỏe và ngay cả sự chết, nếu mà chúng con không biết nhận những ân điển mà Chúa đã hoàn tất hết cho chúng con. Nên cho chúng con luôn luôn kinh nghiệm Chúa nhiều hơn trong bước đường chúng con đi với Chúa, và chúng con tin rằng Cha chúng con là đấng thành tín và Ngài sẽ dẫn dắt chúng con khi chúng con nhờ cậy Ngài trong 2023 này. Chúng con xin dâng Chúa hết tất cả những lời cầu nguyện chúng con buổi sáng hôm nay, và tin rằng Ngài đã lắng nghe và Ngài hài lòng khi chúng con nhờ cậy Chúa là người Cha chúng con, là Cha đời đời, là Chúa quyền năng trời, là Chúa bình an. Nên chúng con đi với Chúa, chúng con sẽ không lo sợ, chúng con sẽ không rung động trời, bởi vì chúng con biết rằng khi Chúa ở với chúng con thì thiên đàng là ở nơi nào mà Chúa hiện diện trời. Nên chúng con biết rằng cho dù chúng con đối diện với những hoàn cảnh, nhưng chúng con biết rằng chúng con sẽ vượt qua, và chúng con sẽ lớn hơn, và chúng con sẽ trưởng thành hơn trong Chúa. Và chúng con qua sự trưởng thành và lớn lên đó, chúng con sẽ giúp đỡ những người khác ở trên thế gian này cùng có cái hoàn cảnh mà chúng con đã đối diện. Chúng con cảm ơn Chúa và chúng con cầu nguyện nhân danh của Chúa Jesus Christ. Amen. Amen. Cảm ơn Chúa. Cảm ơn lời cầu nguyện của chấp sự Thiên Ân đã khơi lại trong chúng ta một cái sự nhiệt huyết và tâm tình hầu việc Chúa trong những ngày tới đây. Cảm ơn Chúa vì ân đã nhắc lại những cái phước hạnh mà nhiều khi chúng ta không có nhớ được hết. 30 người được chữa lành qua cái mục vụ chữa lành, quý vị. Vâng, đó là cái thành tích phước hạnh mà chúng ta sẽ rất là vui và hãnh diện về ơn của Chúa đổ xuống, và hội thánh sẽ phát triển qua các dấu kỳ phép lạ mà Chúa cập theo như Mát đoạn 16 câu 20. Tối hôm qua thì chúng tôi đi đi nhóm học Kinh Thánh và dạy giáo lý cho gia đình anh Tịnh, chị Hồng và cháu Phương Vi. Cháu Huy thì không có đến dự được vì do cháu vừa mới đi công việc về không dự được. Và chúng tôi đã thông báo về cái ngày lễ dự kiến là làm thánh lễ báp têm cho những người mới này vào ngày 29 tháng 2.
29 tháng 1, bởi vì các tuần Chủ nhật chúng ta có 5 tuần của tháng 1 và các tuần này thì không có thể tổ chức được bởi vì nó còn năm mới và bận rộn vân vân. Thì sau khi tham khảo ý kiến thì chúng tôi đã thông báo cho Hội Thánh Mỹ về cái ngày đó, thì không biết là họ sẽ hưởng ứng như thế nào, có thể là sẽ lấn qua tháng 2. Nhưng mà chúng ta cầu nguyện cái môn giáo lý căn bản cũng đã dạy gần xong rồi. Tối qua thì có nghe chị Hồng cầu nguyện rất là tốt. Dạ. Tối qua thì cũng là sinh nhật của chị, thì có mua bánh sinh nhật tới và chị cũng ngạc nhiên và cảm động về tâm tình của Hội Thánh dành cho chị trong ngày sinh nhật, những lời chúc đến. Và đặc biệt hơn là chị cầu nguyện đó, cái cách chị cầu nguyện thì sâu nhiệm với Chúa lắm. Dạ. Có cái sự tiến bộ, mới tin Chúa mà cầu nguyện, tôi tin rằng đây là một nhân tố mà Chúa sẽ dùng trong Hội Thánh trong những ngày tới đây. Chúng ta hãy cầu nguyện nhiều cho chị. Dạ. Rồi thì chúng ta cũng vui vì chị cũng nhận lời tối hôm nay đi cầu nguyện cuối năm. Chị là người hỏi đó. Rồi chúng tôi thì dự tính là dành cho những người mạnh mẽ trong Chúa, rồi chúng ta cầu nguyện với nhau, bởi vì rủ đi nhiều thì cũng ngại. Nhưng mà không ngờ là Thúy Khương đã gọi điện cho chị và đã thổ lộ điều này, thật là tốt. Cảm ơn Chúa vì Chúa đang dùng Hương để gây dựng những đời sống con cái Chúa trong Hội Thánh. Điều này rất là đáng đáng hoan nghênh và khen đó. Cảm ơn Chúa vì tấm lòng gây dựng của Thúy Hương nữa. Chị hai vợ chồng này tối hôm nay là sẽ đi cầu nguyện với chúng ta. Dù họ mới nhưng mà tấm lòng của họ rất là hướng về Chúa, và chúng ta cảm thấy an tâm về đời sống thuộc linh của họ hơn là những tân tín hữu khác. Vâng, bây giờ thì Tuyết Hương có điều gì trong cái nhà ngày cuối năm này để Tuyết Hương trình bày tâm tình thổ lộ không? Rồi sau đó là chị Diễm sẽ cầu nguyện cho Tuyết Hương, Hồng Diễm sẽ cầu nguyện. Vâng, Tuyết Hương ơi, Tuyết Hương có nói điều gì không? Cảm ơn Chúa về tấm lòng Tuyết Hương ha. Amen. Dạ, xin chào ông Canh, cho ông Sư, cho tất cả. Hồi nãy ông Sư nhắc tới ví dụ chị Hồng, Hương cũng mắc cười, bởi vì Hương hôm qua Hương gọi chúc mừng sinh nhật của chị. Xong rồi cái Hương nói là tối nay gặp, chị nói ủa ngày mai chủ nhật hả em, xong rồi mới bị lộ ra. Hương mới biết ủa sao không nghe chị Diễm nói hả, chị nói không, giờ mục sư nói Hương mới biết đó chứ đâu là mời hết mọi người. Anyway, cũng là sự tốt lành mà chú đặt để cho Hương lỡ lời luôn. Dạ, Hương nhân lời cảm ơn Chúa là trong suốt năm nay, nói riêng là Hương nhận được rất rất là nhiều phước hạnh, cũng như từ hồi cuối năm vừa rồi thì Hương có cái quyết định là mỗi sáng Hương cũng sẽ tập thức dậy sớm hơn. Xin Chúa cho Hương thức dậy sớm hơn để Hương cùng vào với lại vọng canh để được chia sẻ được tâm tình và được được thờ phượng, được lắng nghe tiếng Chúa, được thông công với Hội Thánh và con dân Chúa khắp mọi nơi. Điều đó đem lại cho Hương sự khích lệ và học hỏi rất là nhiều. Thì mỗi sáng khi mà mình thức dậy sớm, cái người của mình cũng cảm thấy khỏe hơn, và mình được học hỏi lời Chúa, và mình được có cái sự bình an trong ngày. Hồi trước kia thì không có như vậy, mặc dầu mình cũng thức dậy, mình cũng có cảm tạ Chúa, cũng có một đôi lời cầu nguyện thôi, chứ không phải là sâu nhiệm gì hết, mà tới buổi tối mình mới cầu nguyện rồi dâng lên Chúa, toàn là những nan đề không à, những cái này xin cái nọ xin cái kia. Nhưng mà cả năm nay rồi, sau khi Hương join với Vọng Canh thì Hương thấy Hương có cái sự học hỏi là mình cảm tạ Chúa bởi những gì Chúa cho mình, dù trong nghịch cảnh hay là thuận cảnh, thì cái đó làm cho cái người mình được làm cho Hương được biết đến là Chúa là đấng tể trị mọi lúc mọi nơi, bất cứ việc làm của mình trên đời sống này. Nhưng mà mình phải mỗi sáng mình phải biết thức dậy và dâng lời cảm tạ Chúa mà thôi. Thì cái đó là cái ân điển và sự thương xót của Chúa cho Hương trong suốt những năm tháng kể từ ngày xưa ngày xưa cho đến bây giờ. Thì một năm nay là cái năm mà Hương bình an phước hạnh trọn vẹn nhất trong đời sống của Hương. Dạ. Hương, Hương nhận được điều này và cảm ơn Vọng Canh, cảm ơn mục sư và Hội Thánh Vườn Nho luôn có tâm tình
đồng hành với Hương và cho Hương những cơ hội mà Hương được đến gần với Chúa. Bởi vì nếu mà không có hội thánh, không có anh chị em ở đời sống mà yêu thương Hương như vậy thì Hương sẽ không có một ngày vui vẻ. Bởi vì những cái quá khứ, những cái tổn thương, những cái mà tủi thân, bất cứ điều gì đó, nếu như mà không kéo thì Hương dễ bị lôi cuốn lắm. Nhưng mà cảm ơn Chúa là Vườn Nho đã cho Hương thật sự là một mái ấm gia đình, và Hương cảm nhận điều này ở trong hết tất cả mọi người. Cảm ơn Chúa vì điều đó. Dạ, Hương xin hết một xin. Amen, amen. Cảm ơn Chúa, cảm ơn lời tâm tình của Tuyết Hương ngày cuối năm. Vâng, cảm ơn Hương. Vâng, Chúa đã dùng Hương để nhiều khi làm những việc mà nhiều khi mục sư không nhớ, chị Diệu không nhớ, và Hương gây dựng rất là tốt cho công việc Chúa. Và Hương tiếp tục nha, đừng ngại, tại vì mục sư không có nhớ, hay là nhiều khi cũng ngại là mình sắp xếp cho người ta đi được hay không đó, cho nên nhiều khi Tuyết Hương mời thì vẫn tốt hơn. Cảm ơn Chúa. Vâng, điều đó là điều tốt. Bây giờ thì trước khi Diễm cầu nguyện thì Thúy Vi có đưa tay lên nè. Chào Thúy Vi, xin mời Thúy Vi raise hand, Thúy Vi nói những điều mà Thúy Vi muốn cầu thay. Vâng, Thúy Vi, xin mời Thúy Vi. Dạ, chào mục sư, chào phòng cầu nguyện. Chào Vi. Em cũng, hôm nay ngày cuối thăm thì em cũng gửi lời cảm ơn Chúa, cũng cảm ơn phòng cầu nguyện luôn, nhớ tới gia đình tụi em trong sự cầu thai. Amen. Thì em cũng có lời làm chứng nhỏ là... thì tháng vừa qua em cũng có bị cảm rồi, giống như đi vacation và rồi cũng đi làm lại liền thì không có nhiều thời gian nghỉ ngơi, với lại cái giống như phụ nữ tới tháng thì nó cũng bác sĩ em mới đưa cái số cho nó. Thì lúc em đang trên đường em chạy về, cái người bác sĩ của em còn không cho em lái xe nữa, nó là chị không có được lái xe, chị phải đi vô bệnh viện liền chứ chị không có được chần chờ gì nữa. Cái em cũng lấy em lái xe về nhà để cho ân chở em đi. Nhưng mà em cảm ơn Chúa, lúc em lái xe thì tự nhiên em cũng hơi bị chán ván. Cái em mới nói là ủa sao bình thường con lái không sao, tự nhiên giờ bác sĩ nói con cái con bị vậy, nhưng mà Chúa ơi, con không có để cho nó ảnh hưởng tới con, chứ đưa cho con về nhà. Amen. Thì em mới gửi cái số qua cho thằng em nó coi, thì nó mới nói hả, cái này là bà chỉ có nằm một chỗ thôi chứ bà không có được đi đâu hết. Wow. Cái nó nói là thấp, rất là thấp, mà mấy người bác sĩ hồi đó nói chuyện với em trong phòng cấp cứu hôm qua họ cũng nói như vậy. Thì em chỉ nói là em cảm ơn Chúa là Chúa gìn giữ mình, tại vì hơn một tháng nay rồi mà giống như là mình mới phát hiện ra. Nhưng mà cảm ơn Chúa, cái hôm qua em phải nằm cái giường ở ngoài hành lang, tại vì không có đủ giường cho mình ngồi, cho mình nằm á, tại đông lắm. Cái xong cái em nằm em nói Chúa ơi, lúc đó thì 7 giờ mấy, em mới nói là thôi ân và để lo cho bé Vít. Thì em mới nằm em cầu nguyện, em mới nói Chúa ơi, giờ con muốn con có phòng sẵn, giờ con muốn con có đồ ăn sẵn, con đói bụng rồi. Thì cảm ơn Chúa, em vừa cầu nguyện xong thì 10 phút sau họ đưa số phòng cho em, họ đưa em lên phòng liền. Rồi cái thường đó là buổi tối đó là ít khi mà mình có đồ ăn sẵn này kia, phải đợi lâu lắm. Mà em vừa lên phòng chừng được 15 phút thì cái cô y tá cổ đem đồ ăn đến cho em ăn. Em biết là thì nhiều khi mình cũng có những cái điều này điều kia xảy ra đến với mình, nhưng mà mình cảm tại Chúa là trong hoàn cảnh nào thì Chúa luôn có sự gìn giữ, và cũng như ban phước, và cũng như nhận lời cầu nguyện của mình. Và cũng thì hoàn cảnh của tụi em thì tụi em cũng gia đình tụi em cũng không có gần gũi nhiều, nhưng mà cảm ơn Chúa là cũng có những anh chị em trong Chúa luôn quan tâm gần, và cũng như động viên và khích lệ tụi em qua những lời cầu nguyện cầu thay cũng như thăm hỏi. Và cũng cảm ơn mục sư và phòng cầu nguyện luôn nhớ với gia đình tụi em. Amen. Cảm ơn Thúy Vi. Cảm ơn Thúy Vi đã làm chứng và cho biết các thông tin. Không biết là chừng nào Thúy Vi về để mọi người sẽ tiếp tục cầu nguyện và theo dõi cầu nguyện cho Thúy Vi. Thúy Vi còn ở trong bệnh viện phải không? Hy vọng là hôm nay sẽ được về, tại vì họ tháo
họ vô máu hết rồi thì em đang đợi bác sĩ để bác sĩ vô nói chuyện coi như thế nào. Thì hy vọng là everything ok. Dạ thôi. Tại vì hôm qua nghe xong cái em cũng quýnh quá, em cũng biết chuyện gì xảy ra, nhưng mà thật sự đúng là cảm ơn Chúa gìn giữ. Tại vì ai nhìn cái này người ta nói là hả, coi như là dưới bốn là hết máu để sống. Chúa, cảm ơn Chúa. Tạ ơn Chúa. Sáng hôm nay thì mọi người cũng nhớ đến Vi cầu nguyện cho Vi, thì tin rằng Đức Chúa Trời sẽ ban ơn, và nhất là Chúa sẽ chữa lành cho Thúy Vi trong cái câu chuyện mà Thúy Vi vừa mới làm chứng từ lúc đầu đó. Thì xin Chúa cho điều này, mình giữ được máu mình, cơ thể mình giữ được như cái sức khỏe, xin Chúa cho giữ được để không có bị mất huyết như những ngày những điều mà Thúy Vi kể. Chúng ta cầu nguyện Chúa chữa lành hoàn toàn, chúng ta vẫn tin vào sự thành tín của Chúa. Bây giờ thì xin mời Hồng Diễm cầu nguyện cho Thúy Vi một lần nữa và cảm tạ Chúa về cái ngày cuối năm mà chúng ta sắp sửa tạm biệt để chúng ta bước sang thềm năm mới là năm 2023. Xin mời Diễm cầu nguyện. Amen. Không cầu nguyện được không, mục sư? Hả? Không cầu nguyện được không? Ừ, không sao. À, bữa nay cuối năm cho nên thời gian hơi bị Không trễ sao, không một sao. vài phút ạ. Cái việc mà Thúy Vi bị thiếu máu cho đến ngày hôm nay mà vẫn không ai biết hết, cái chuyện đó là phép lạ đó. Tại vì Diễm cũng gửi chỉ số mà Vi đưa cho những người bác sĩ mà Diễm quen á, thì họ nói rằng thiếu máu trầm trọng phải lập tức truyền máu trong những trường hợp này và phải viết nguyên cho để chặn liền ngay tập ngay ngay tức khắc, có nghĩa là rất là serious. Mà không biết sao, vì đúng là nó không biết sao mà vẫn còn sống sót tới ngày hôm nay. Cảm ơn Chúa. Đó là đó là quyền năng phép lạ của Chúa đó, trong cái gian truân, trong cái sự khó khăn nhất mình vẫn thấy có bàn tay của Chúa. Cảm ơn Chúa vì điều đó. Và Diệm thấy rằng cái cây mà nó không có nước thì nó héo rồi, bây giờ nó có nước nó tươi rồi, cho nên hy vọng tối nay được gặp Vi với Ân với Vích. Tại vì mình giống như một gia đình vậy, mình đi đâu hay là mình thông công mình thiếu một gia đình, mình thấy nó thiếu thiếu sao á. Cho nên xin Chúa bổ sức lại cho Vi, nếu cần nghỉ ngơi thì Vi cũng phải nghỉ ngơi một cách triệt để. Và cảm ơn Chúa vì cái phép lạ mà Chúa giữ Vi cho đến ngày hôm nay. Cảm ơn Chúa. Và Diễm cũng khích lệ phòng cầu nguyện, đặc biệt là chức vụ cầu thai của cầu nguyện chữa lành của chấp sự điệu Tiếng Ân. Thì vừa rồi về Việt Nam nghe chị Tường Vân là bạn Thắng nói là Tina đó bây giờ vô phòng cầu nguyện hát cái lời nó rõ, càng ngày càng rõ hơn hồi xưa. Và khi mà Tường Vân nghe rồi nó cảm ơn Chúa, đúng là phép lạ. Vì nói lúc trước thì không có hát, không có nghe được gì đâu, nhưng mà mỗi ngày một tốt hơn. Và chấp sự Đĩa Thân cũng đã và đang tiếp tục cầu nguyện cho Tina để Chúa hoàn hảo cái lưỡi để em có thể hát ngợi Thiên Chúa trong các phòng Zoom. Có thể đứng ở bên ngoài thì có thể mắc cỡ hoặc là e dè, nhưng mà khi mà vào phòng Zoom á, thì Tina hát rất là dạn dĩ. Và chị Tường Vân chị cũng xác nhận là cái giọng mỗi ngày một rõ hơn. Cảm ơn Chúa. Và ngày hôm qua thì Diễm có hỏi về cái chân của anh Tình, thì anh nói rằng lúc trước nó đau lắm, mỗi lần đi là đau, nhưng mà cảm ơn Chúa giờ này là đi mỗi ngày một thong thả hơn, không còn đau nữa. Amen, cảm ơn Chúa. À, cảm ơn Chúa vì điều đó. Và mình tiếp tục cầu nguyện để cho chân của anh trở lại trạng thái bình thường. Có những trường hợp cầu nguyện đặt tay cầu nguyện hết liền tức khắc, có những cầu nguyện mình phải theo đuổi, mình phải theo đuổi để mình tiếp tục cầu nguyện cho đến khi lành bệnh hẳn, giống như trường hợp anh Tịnh. Và anh chị cũng rất là vui, chị cũng nói ô anh bây giờ không còn đau như hồi xưa, Cảm ơn đau Chúa. lắm, đi đau đau đến độ anh sửa tướng luôn tại nó đau đó, Cảm nhưng mà Chúa ơn anh Chúa. đi không đau nữa. Cảm ơn Chúa, tiếp tục cầu nguyện cho anh. Và mình thấy đúng là cái gia đình này họ theo Chúa với tấm lòng và họ thực sự tìm kiếm Chúa. Mình thấy Chúa ban phước cho họ lắm. Trong năm sáu gia đình mình biết đó, trong 19 người mà mình biết đó, thì gia đình chị là người đến trễ nhất.
khi mà mình tiếp cận chị thì chị mới đến được có 10 ngày thôi. Và mọi người biết rằng hôm nay gia đình chị đã mua được chiếc xe Nissan rồi. Cảm ơn Chúa. Vào lúc này mà mua được chiếc xe của Nhật thì rất là khó. Và anh chị đã mua được chiếc xe rất là đẹp. Thì em cũng nói anh chị thấy không? Anh chị là người tới trễ nhất là tại sao? Lại đi xa và tiến xa hơn những người khác. Cảm ơn Chúa, nó là phước của Chúa. Và Chúa thấy nhu cầu của gia đình. Và anh chị cũng thấy điều đó nữa. Thấy Chúa ban phước gia đình này lắm. Và chị nói, có những khi mình đi nhóm, hoặc có những khi mình nhóm tại nhà, thì cũng có người này nói ra nói vô. Chị chỉ nói đơn giản vậy thôi. Chị không than, cũng như là không có nói, nhưng mà mình hiểu ra. Yeah. Những người ta không đi thì người ta cũng muốn gia đình này cũng không đi. Là như vậy. Nhưng mà cảm ơn Chúa chị không có bị những cái lời đó. Và hôm qua chị làm chứng rằng ở trong cái nhóm anh em like với nhau, kết bạn trên mạng đó, thì bữa hổm thì có một lần cũng gặp gỡ nhau offline, thì có một cái anh tên là Tuấn, cũng là con like, ảnh nói với tất cả mọi người luôn. Và cái lời nói của ảnh làm cho Hồng thêm lên đức tin, cảm thấy rất là hăng hái. Ảnh nói rằng tôi á, được ngày hôm nay, ảnh qua từ năm 1983, tôi được ngày hôm nay á, là nhờ Chúa đó nha, tin Chúa tốt lắm đó nha. Mà anh nói, vậy thôi, chứ anh cũng chưa biết chị Hồng là người tin Chúa, những người khác đã tin Chúa. Anh nói tin Chúa tốt lắm đó nha. Cảm ơn Chúa. Tôi cũng không bao giờ ngờ được tôi ở đất Mỹ cho đến ngày hôm nay tôi được như vậy. Amen. Đó. Mà mình suy nghĩ sâu sắc về vấn đề chị Hồng á. Những cái lời tiêu cực không có ảnh hưởng đến chị, nhưng mà chị nói sao cái anh này ảnh nói về Chúa, tự nhiên mình thấy mình hăng hái. Tự nhiên mình thấy mình mạnh mẽ lên. Đó, cái ý chỉ là vậy. Cảm ơn Chúa. Những lời nói tiêu cực chị không quan tâm, nhưng mà khi mà cái người nào nói về Chúa, tự nhiên chị thấy hăng hái lên, thấy mạnh mẽ lên. Mình nghe mình mừng ghê. Và cầu nguyện để cái anh đó có thể bày tỏ thêm đức tin cho những người khác nữa. Và vì em nói chị Hồng ơi, chị nói với anh Tuấn đó là chị đã tin Chúa Giêsu rồi, chị đã thuộc về gia đình Chúa Giêsu rồi đó, ảnh rất là vui đó nha. Có dịp em sẽ nếu mà gặp ảnh em sẽ nói. Amen. Cảm ơn Chúa. Và khi mà bước vô nhà mình thấy nhà căn nhà ấm áp hơn. Treo cuốn lịch Hội Thánh Vườn Nho chưa sử dụng, nhưng bà treo rồi đó nha. Diễm chắc trao giải cho chị cái việc mà treo lịch sớm nhất trong nhà đó. Và cảm ơn Chúa là căn nhà rất là ấm áp. Nhà sắm sửa những vật dụng rất là tiện nghi. Cảm ơn Chúa vì vấn đề đó. Và mình thấy đúng là những cái người mà theo Chúa thật lòng bám lấy Chúa đó, thì Chúa ban phước. Gia đình chị cũng nhận ra điều đó. Amen. Cảm ơn Chúa. Vậy là Diễm xin cầu nguyện. Amen. Cảm ơn Chúa. Xin mời Diễm cầu nguyện. Cầu nguyện cho buổi tối hôm nay, Chúa cho chúng ta có một cái chương trình cầu nguyện đầu năm, cuối năm, bước sang giao thừa, bước sang đầu năm được đầy ơn của Chúa. Cầu nguyện cho một sư đạm ở trong việc chia sẻ lời Chúa, và anh chị em chúng ta đến bằng tình yêu thương chân thật và gây dựng khích lệ nhau, được lớn lên trong ân điển Chúa. Cầu nguyện cho anh Danh nữa, anh cũng không có khỏe, cầu nguyện cho anh khỏe mạnh hoàn toàn trong danh Chúa Giêsu. Xin mời Diễm cầu nguyện. Chúng con cảm ơn Chúa. Chúa, buổi tối hôm nay chúng con có một cái buổi thông công họp mặt, nhóm họp lại để nghe lời Chúa, được bồi linh và được cầu nguyện. Chúng con nhớ đến những giây phút mà chúng con cầu nguyện cuối năm ở Việt Nam, cũng như cầu nguyện thâu đêm vào những ngày đầu năm. Thật là phước hạnh, và chúng con rất là háo hức để tối hôm nay chúng con lại được hưởng cái không khí mà chúng con từng được. Chúa ơi, và Chúa cho ban cho anh em chúng con Hội Thánh Chúa tại nơi đây cũng kinh nghiệm được Chúa qua cái sự sốt sắng trong việc tìm kiếm Chúa, cũng như tìm kiếm Chúa qua sự cầu nguyện, cũng như buổi thông công tối hôm nay. Con cầu nguyện đặc biệt cho mục sư Bùi Quốc Đảm, ngày ban sức mới trong, ngày ban Amen. Thần linh của Chúa, để buổi tối hôm nay thật là một buổi tối đặc biệt để chúng con bước qua một năm mới với hành trang ở trên vai là tìm kiếm Chúa hết lòng. Và Chúa ơi, xin Chúa chúc phước cho gia đình của Quỳnh Hoa mở cửa ra tiếp đón Hội Thánh Chúa. Và xin Chúa quản trị và quan phòng những cái sự ốm đau, bệnh tật ở trong gia đình. Chúa ơi, trong danh Chúa Giêsu Christ, chúng con cắt đứt hết những cái
mầm bệnh, những con virus nào mà ảnh hưởng tới thân thể người anh em chúng con, người em chúng con. Và xin Chúa của tối hôm nay ban đến sự chữa lành hoàn toàn cho anh Danh hoặc Bình Hòa, để hai người có thể tiếp đón Hội Thánh Chúa một cách vui tươi, bình an và khỏe mạnh. Cảm ơn Chúa quan phòng chúng con buổi tối hôm nay, để những người đến được khỏe mạnh và tâm linh lẫn thuộc thể được thông công với nhau cách vui vẻ thật thà. Chúng con cảm ơn Chúa. Con cầu nguyện đặc biệt cho Thúy Vi, Chúa ơi. Cảm ơn Chúa. Cảm ơn Chúa trong cơn gian truân, Chúa vẫn chở che và Ngài vẫn bày tỏ quyền năng của Chúa qua đời sống của Vi. Cảm ơn Chúa vấn đề đó. Vì chúng con thấy rằng, Chúa ơi, những cái chỉ số đó rất là nguy hiểm đến một tánh mạng, bởi vì có thể dẫn đến cái ảnh hưởng não và tất cả các bộ phận ở trong thân thể. Chúa ơi, nhưng mà Ngài vẫn gìn giữ Thúy Vi được bình an. Và nay khi nằm ở trên giường bệnh, người cha em chúng con vẫn lớn tiếng ngợi khen Chúa. Và chúng con cũng có cớ để ngợi khen Chúa vì đã gìn giữ người cha em chúng con được bình an. Và chúng con biết rằng Ngài là đấng luôn chăm sóc, đại trị cuộc đời chúng con. Ngài đấng chân giữ chúng con. Và chúng con nói với Chúa rằng chúng con không thiếu thốn gì cả. Và Vi sẽ đầy đủ sức khỏe, đầy đủ chất sắc ở trong người và được khỏe mạnh trở dậy như bà Gia Phi Rơ để hầu việc Chúa, để ngợi khen Chúa vì ơn mà Chúa làm cho đời sống của mình. Cảm ơn Chúa cho gia đình bé nhỏ này. Và Chúa ơi, trong cơn gian truân chúng con vẫn thấy có bàn tay của Chúa. Vì vậy, trong những lúc khó khăn chúng con vẫn thấy rằng cái nhu cầu gia đình và cái ước ao gia đình là có thêm baby, Ngài vẫn nghe, Ngài vẫn để đó và Ngài sẽ làm trong cái thời điểm thích hợp của Chúa. Con cảm ơn Chúa, con cảm ơn ơn phước lành Ngài ban trên gia đình này. Cảm ơn Chúa vô cùng, con cầu nguyện cho Tuyết Hương. Cảm ơn Chúa đã sử dụng Tuyết Hương một cách âm thầm để có thể nâng đỡ những gia đình mà mới tin Chúa, ngay cả nâng đỡ những người con cái Chúa và những người hầu việc Chúa nữa. Ngài sử dụng cuộc đời này, Chúa ơi, để đem sự bình yên, đem cái tình yêu đến cho những người mà Tuyết Hương tiếp xúc. Chúa sử dụng cuộc đời này, Chúa ơi, bởi vì không phải vô cớ những điều xảy ra và không phải vô cớ mà Ngài tìm và yêu thương cứu Tuyết Hương, nhưng mà Ngài có một chương trình trên đời sống này. Và xin Chúa tiếp tục, vì chúng con biết rằng đời sống này sẽ được hưởng lời của Chúa, vì Chúa nói rằng cái chương trình và cái ý tưởng của Chúa là ý tưởng bình an trên cuộc đời của Tuyết Hương, để chúng con thấy rằng những ngày sắp tới này cuộc đời này sẽ trổ hoa, có kết quả cho nhà của Chúa, nương bám mình ở trong cánh tay yêu thương của Chúa. Chúa ơi, chúng con thấy có những cái chiếc thuyền, khi mà cơn bão qua rồi có những chiếc thuyền nó biến mất, có những chiếc thuyền va vào đá bị tan nát, bởi vì những chiếc thuyền đó nó không có cái neo vững chắc, nhưng mà vẫn còn những chiếc thuyền còn vững vàng neo đậu ở trên mặt biển, vì chúng con biết rằng chiếc thuyền này có những cái neo chắc chắn, và cái neo của chúng con là sự cầu nguyện nơi Chúa Giêsu. Amen. Và chúng con biết rằng cuộc đời chúng con có những cơn bão, nhưng mà chúng con có cái neo vững vàng, bởi vì Ngài là hòn đá vững vàng để chúng con neo vào, để khi phong ba bão tố trải qua, cuộc đời chúng con vẫn vững vàng. Mọi người vẫn nhìn thấy chiếc tàu của chúng con là chiếc tàu khỏe mạnh, vẫn lướt trên biển, trên gió, trên bão, bởi vì Chúa Ngài là chiếc neo của chúng con. Xin tiếp tục cho chúng con phòng cầu nguyện chúng con, tất cả ông bà chị em chúng con, từ lớn cho đến trẻ, từ người mới cho đến người cũ, đều có sức mới của Chúa, tiếp tục neo bám vào Chúa để cuộc đời chúng con được thanh thông, được khỏe mạnh. Và trong năm cũ này có những điều gì cũ kỹ không đáng, có những điều gì nó cần phải dẹp bỏ qua một bên, thì chúng con cậy ơn Chúa để chúng con dẹp nó qua một bên, để chúng con bước vào năm mới với một hành trang tươi mới hơn, nhẹ nhàng hơn, và bước đi với Chúa cách mạnh mẽ, tự tin hơn. Chúng con cảm ơn Chúa và chúng con thành kính cầu nguyện nhân danh Chúa Giêsu Christ. Chúa Giêsu Christ. Amen. Cảm ơn Chúa, cảm ơn tất cả chúng ta đã có một cái buổi sáng cầu nguyện vượt qua hơn 120 phút đầy phước hạnh của Chúa. Vâng, chúng ta cũng không biết sức của chúng ta như thế nào mà Chúa cho chúng ta liên tục trong 365 ngày, và mỗi sáng chúng ta muốn kéo dài hơn nữa, thời gian thật là phước hạnh, còn nhiều câu chuyện lắm. Tối hôm nay thì sẽ hẹn mọi người lúc 7:30 tại nhà của Quỳnh Hoa, và ai đến được thì chúng ta đến, chúng ta cùng hiệp một cầu nguyện và thâm công.
rồi cầu nguyện trong giờ giao thừa trước thềm năm mới 2023. Mong gặp lại tất cả. Xin Chúa ban phước cho vài mười mấy tiếng nữa thôi. Chúng ta chuẩn bị cho năm mới. Xin Chúa ở cùng mọi người. Xin kính chào vọng canh. Bye bye mọi người. Tối nay gặp Thiên Nghĩa. Bye bye. Chào bà nội. Chào cả nhà. Bye bye Thiên Nghĩa. Chào Sơn và Mai Trinh. Bye bye Sơn. Bye bye Mai Trinh. Chào các người nữ yêu dấu. Amen. Cảm ơn Thiên Nghĩa. Tối nay mình gặp lại. Bye Thiên Ngân. Chào mục sư và mọi người. Bye bye Ân. Happy New Year gia đình của Lý Xuân Phương, anh Nhân Hậu bên đó đã 12 giờ 38 phút rồi. Qua năm mới rồi. Ở Mỹ thì chưa nha, ở Mỹ thì còn. Vâng, chúc bạn phước. Bye bye.